Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 941, bố trí phòng tuyến. Bọn chúng hoạch định ra đường vây chặn rất nhanh, hơn nữa còn điều binh khiển tướng, điều động một lượng lớn binh lính tới phía trước con đường mà Tiêu Chính Văn buộc phải đi qua. Chúng ta đã bao vây hắn rồi, bây giờ mục tiêu đã không còn đường để thoát thân. Một đội trong số đó đã mai phục sẵn bên ven đường từ lâu. Hơn nữa còn mang theo bộ đàm đợi Tiêu Chính Văn xuất hiện ở ngay đầu con đường. Bọn chúng đang không ngừng tiến lên phía trước, hy vọng có thể tìm thấy vị trí của Tiêu Chính Văn. Khi đi qua con hẻm cuối cùng, bọn chúng nghe thấy tiếng súng, sau đó lập tức đề cao tinh thần cảnh giác. Chúng tôi đã đến được vị trí hiện giờ của mục tiêu, nhưng vẫn chưa nhìn thấy mục tiêu xuất hiện. Người của đội khác cũng tiến hành báo cáo thông qua bộ đàm, chúng tôi cũng đã đến vị trí của mục tiêu. Cũng chưa nhìn thấy mục tiêu lộ diện. Là tổng chỉ huy, Henry Robert nói với bọn chúng, đếm ngược 3 giây, sau đó đồng thời tấn công. 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc, đám người cầm súng đồng loạt xuất hiện ở hai bên con hẻm nhỏ, sau đó lại chỉ phát hiện ra một con mèo hoang chạy qua đây. Không có người ư. Trong lòng bọn chúng đều cảm thấy nghi hoặc, sau đó có người bắt lấy con mèo hoang và nhìn thấy thiết bị định vị trên người nó. Quả nhiên Tiêu Chính Văn không có ở đây, tôi đã nói rồi, sao hắn có thể giống như một con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi như thế chứ? Henry Roberts siết chặt nắm đấm. Thật ra ông ta cũng có thể đoán được đại khái, muốn bắt Tiêu Chính Văn đâu có dễ như vậy. Thế nhưng chỉ cần Tiêu Chính Văn vẫn ở trong Mễ Quốc thì ông ta vẫn còn cơ hội. Vậy nên ông ta cũng không hề sốt ruột. Nhanh chóng phân tích phương hướng của Tiêu Chính Văn. Tiến hành phong tỏa tất cả khu vực xung quanh. Mấy người phải canh chừng cho kỹ, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai đi qua khu vực mà mấy người phong tỏa, ngay cả một con ruồi cũng không được để lọt, nếu như mục tiêu chạy mất thì mấy người đều phải chịu trách nhiệm. Henry Robert cảnh cáo đám binh lính đang phong tỏa các khu vực thông qua bộ đàm. Sau đó lại có một binh lính thông báo, chúng tôi vừa mới tiến vào khách sạn nơi Tiêu Chính Văn ở, phát hiện ra xác của tiểu đội rắn bạc. Trang bị trên người bọn họ đã bị lấy mất, hơn nữa cổ họng bọn họ cũng có vết dao chí mạng, có lẽ là bị vua Bắc Lương cắt cổ họ chỉ bằng một nhát. Nghe thấy câu này, tất cả sĩ quan chỉ huy và sĩ quan huấn luyện đang có mặt đều cảm thấy ớn lạnh. Thời gian tiểu đội đặc chủng rắn bạc tiến vào vẫn chưa đến 3 phút, vậy mà 5 người đều đã bị Tiêu Chính Văn giết chết. Có thể thấy được, năng lực tác chiến một mình của Tiêu Chính Văn đã đạt đến trình độ vô cùng khủng khiếp. Bây giờ chúng ta đang có lực lượng quân sự do 8 quốc gia liên kết lại, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát như vậy, nhất định phải tóm được hắn. Henry Robert cũng biết, nếu như bọn chúng tập hợp nhiều lực lượng như vậy mà vẫn để cho Tiêu Chính Văn trốn thoát thì đó chính là thất bại thảm hại. Rõ ràng hắn đã cảm nhận được ý đồ của chúng ta, hắn đang khiêu chiến với mấy người đấy. Thượng quan Hổ nói, ông ta đang dùng kế khích tướng. Hy vọng với sự khiêu khích của Tiêu Chính Văn thì ý định giết người của các tướng lĩnh đang có mặt đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót trở về. Nơi này là lãnh thổ của Mễ Quốc. Henry Robert rất tự tin về việc có thể giết chết vua Bắc Lương. Lúc này, Tiêu Chính Văn và Long Ngao, Long Nhất đã tới được vòng ngoài của thị trấn. Bọn họ phát hiện ra vòng ngoài của thị trấn đã bị quân đội bao vây. Xem ra tôi vẫn rất được hoan nghênh, còn điều động nhiều binh lực như vậy để đối phó với tôi. Tiêu Chính Văn đã đoán được từ lâu rằng người của Mễ Quốc sẽ không bỏ qua cho anh. Thế nhưng lại không ngờ được rằng còn có lực lượng quân đội của quốc gia khác cũng tham gia vào hành động lần này. 5 người bị anh giết trước đây đều là binh lính đến từ đế quốc Tam Địch, điều này đã khiến cho anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nơi mà ánh mắt Tiêu Chính Văn đang nhìn chăm chú thật ra là nơi cách thành trấn Mễ Quốc gần nhất. Nơi này cũng có trận tuyến phòng thủ nghiêm ngặt nhất, bọn chúng đã hào khắp xung quanh, thậm chí còn đào cả chiến hào rất lớn bao vây toàn bộ khu vực. Bởi vì nơi này nằm ở ngoại thành nên khu vực bọn chúng bao vây cũng không có bao nhiêu người, nếu có thì cũng chỉ là những người dân nghèo. Trong mắt của sĩ quan chỉ huy hành động vây quét, tính mạng của đám người này căn bản chẳng đáng tiền so với vua Bắc Lương. Vị trí gần với Tiêu Chính Văn nhất được gọi là phòng tuyến Tây Nam. Đây là trận tuyến do sư đoàn 7 của đế quốc Phá Lan chiếm giữ, bọn chúng sẽ đứng ở nơi này ngăn cản tất cả mọi người tiến vào.
Mà quân đoàn trưởng Master chỉ huy quân đoàn này cũng đang ngồi bên trong phòng chỉ huy, cùng thảo luận phương án tác chiến với tướng lĩnh của các quốc gia khác. Mặt tốt của việc những tướng lĩnh này cùng ngồi lại với nhau chính là khiến cho Henry Robert yên tâm. Những tướng lĩnh này vừa là quân bạn, cũng vừa là những người kiểm soát quân đội của bọn họ. Dù sao cũng có tổng cộng 8 quốc gia tham gia hành động vây quét lần này, tương đương với việc có 8 nhánh quân đội tụ họp lại với nhau. Mặc dù bọn chúng đều có cùng một mục tiêu, thế nhưng không thể đảm bảo mỗi người đều đồng tâm hiệp lực. Nơi này là lãnh thổ của Mỹ quốc, nếu như quân đội của đối phương công kích người dân bình thường hoặc là làm chuyện xấu trên địa bàn của bọn chúng thì bọn chúng sẽ rất đau đầu. Vậy nên Henry Robert quyết định để toàn bộ tướng lĩnh cao nhất của bọn chúng, cũng chính là những quân đoàn trưởng tập trung lại bên trong một phòng hội nghị. Như vậy cũng ngang với việc Henry Robert nắm giữ tính mạng quân đoàn trưởng của bọn chúng trong tay mình, quân đội khác thấy quân đoàn trưởng bị uy hiếp thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp với Henry Robert mà hành động. Trong số 8 quốc gia này, mâu thuẫn giữa đế quốc Phá Lan và Mễ quốc là nghiêm trọng nhất, hai nước bọn họ ở gần nhau nhất, hai bên thường xuyên nảy sinh nhiều xung đột to nhỏ. Vậy nên lúc này, phòng tuyến số 7 Phá Lan canh giữ phòng tuyến Tây Nam cũng rất oán thán với nhiệm vụ lần này. Chỉ huy Gunner đang ngồi trên bàn ăn, trên khăn trải bàn trắng tinh bày biện đầy khoai tây chiên và hamburger. Gunner chán ghét ăn khoai tây chiên lắm rồi, hắn oán thán, nói thật thì tôi thực sự chẳng muốn tới cái nơi quỷ quái này chút nào, thức ăn của Mễ quốc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế, khiến tôi ngay cả tâm trạng uống trà chiều cũng chẳng có nữa. Một trợ lý bên cạnh nói, không còn cách nào khác, dù sao mục tiêu của nhiệm vụ lần này là vua Bắc Lương. Tôi thật sự không dám tin cả ngày bọn chúng đều ăn mấy thứ này, lẽ nào không cảm thấy buồn nôn hay sao? Tôi thấy nhớ món ăn quê nhà của đất nước chúng ta rồi đấy. Gunner bất lực lắc đầu. Lúc này có một binh lính chạy tới nói với hắn ta, vừa nhận được tin của quân đoàn trưởng Master, liên quân đã bắt đầu hành động, bây giờ vua Bắc Lương đang chạy trốn. Rất có khả năng sẽ chạy đến ngay cạnh chiến tuyến của chúng ta, bảo chúng ta phải tăng cường cảnh giác. Vậy thì tốt quá rồi. Gunner không hoang mang hốt hoảng mà trái lại còn nhấp một ngụm trà. Chỗ này của chúng ta không chỉ có hơn 6.000 binh lính mà còn có rất nhiều vũ khí hỏa lực hạng nặng, ví dụ như súng trường tự động kiểu mới, thậm chí ngay cả bom và xe bọc thép cũng được trang bị đầy đủ. Nếu như mục tiêu dám chạy đến phòng tuyến của chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ khiến cho hắn một đi không trở lại, nói với tư lệnh Master để ông ấy yên tâm mà ngồi trong phòng hội nghị đi, tiếp theo đây chúng ta sẽ chỉ truyền tin tốt đến cho ông ấy thôi. Gunner vô cùng tự tin với thực lực của mình. Sau khi binh lính đó trở về thì lập tức báo tin cho quân đoàn trưởng Master. Master nghe thấy vậy thì cũng coi như yên tâm hơn. Mà Gunner bên này vừa uống trà vừa nói với giọng đùa bỡn. Nếu như vua Bắc Lương chạy trốn được từ trong tay chúng ta thì lại càng tốt. Trợ lý không hiểu hỏi, tại sao vậy? Sau lưng chúng ta chính là thành phố của Mễ quốc, nếu như vua Bắc Lương chạy vào đó thì không phải cũng tương đương với một địa nạn, gây họa bên trong thành phố của bọn chúng hay sao? Nghe nói sau chúng ta còn bố trí một phòng tuyến, thế nhưng phòng tuyến của bọn chúng lỏng lẻo hơn nhiều so với chúng ta. Nếu như vua Bắc Lương đó có bản lĩnh lớn đến mức có thể vượt qua được chúng ta thì chắc hẳn muốn vượt qua phòng tuyến của bọn chúng cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Chương 942, kẻ địch tấn công. Gunner không quan tâm đến sự thành công hay thất bại của nhiệm vụ lần này. Đối với bọn họ, cho dù nhiệm vụ này thất bại thì đó cũng là chuyện tốt. Lúc này là thời gian uống trà chiều của bọn họ, người của đế quốc Phá Lan rất trọng nghi thức. Cứ đến giờ này đều phải dành thời gian đi uống trà chiều. Mà vào lúc này, ba người Tiêu Chính Văn đã âm thầm đến trước phòng tuyến của bọn họ, đang bí mật quan sát tuyến phòng ngự. Không ngờ người cũng đông đến vậy. Tiêu Chính Văn nấp ở đằng xa, nheo mắt quan sát qua ống ngắm của súng bắn tỉa. Chỉ cần anh ló đầu ra, hoặc tiến gần xung quanh tuyến phòng ngự thì sẽ lập tức bị phát hiện. Hơn nữa tất cả bọn họ đều cầm súng trên tay. Luôn trong trạng thái có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Từ xưa đến nay, tấn công luôn khó hơn nhiều so với phòng thủ. Bên bị tấn công luôn phải hao tổn binh lực gấp nhiều lần, mới có thể đẩy lùi quân phòng thủ. Vào lúc này, ba người Tiêu Chính Văn rõ ràng là rất khó có thể công phá tuyến phòng ngự. Chỉ cần tiến gần tuyến phòng ngự thì sẽ bị đối phương phát hiện,
sau đó sẽ bị số lượng lớn đối phương truy đuổi và tấn công. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn vừa mới phát hiện ra dấu vết hành động của xe thiết giáp, có thể thấy đằng sau tuyến phòng ngự của bọn họ có một số lượng lớn vũ khí chiến lược. Long Vương, hình như có rất nhiều người. Lần này, Mễ Quốc đã hợp nhất nhiều lực lượng để đối phó với chúng ta. Vẫn còn một ngày nữa hội nghị mới bắt đầu. Long Ngao ở bên cạnh, cũng quan sát tình hình xung quanh. Càng nhiều người thì càng vui. Hừ, đây là người của đế quốc Phá Lan sao? Chẳng mấy chốc, Tiêu Chính Văn đã nhận ra rằng đám binh lính ở đối diện đều là người của đế quốc Phá Lan. Thật không ngờ, Mễ Quốc lại cho phép người của đế quốc Phá Lan vào lãnh thổ của bọn họ. Rõ ràng hai nước có mối thù truyền kiếp, nhưng lại vì lý do riêng mà cùng hợp tác hòa bình với nhau. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một lát, trong lòng chợt nảy ra một kế hoạch. Ba người bọn họ lại trở về thị trấn lân cận, đồng thời vừa che giấu cái bóng của mình, vừa quan sát binh lính tuần tra. Những binh lính này lần theo những tuyết đường mà Tiêu Chính Văn có thể trốn chạy, tìm kiếm xung quanh cả toàn bộ vùng ngoại ô. Nếu không phải Tiêu Chính Văn có kỹ năng chống trinh sát thì có lẽ bọn họ đã phát hiện ra anh từ lâu rồi. Tiêu Chính Văn lấy từ trong người ra một quả lựu đạn, mặt không biểu cảm ném về phía đám binh lính đang tuần tra. Bùm! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Một số binh lính Mễ Quốc đã bị thương vì lựu đạn nổ, lần lượt nhìn về vị trí của vụ nổ. Kẻ địch tấn công, chỗ chúng tôi xảy ra chuyện rồi, có người ném lựu đạn về phía chúng tôi. Rất có khả năng là vua Bắc Lương. Bây giờ chúng tôi sẽ lập tức tiến hành điều tra. Gọi tổng bộ, bây giờ chúng tôi cần chi viện. Bọn họ không ngừng kêu gọi, hy vọng có thể nhận được chỉ thị từ Henry Robert. Lúc này, Henry Robert đang ngồi hút thuốc trong phòng chỉ huy, sau khi nghe được tin tức, lập tức lo lắng đứng bật dậy. Những người khác đều đổ dồn ánh mắt về phía Henry Robert. Henry Robert xoa bụng, nói tôi đi vệ sinh một lát. Sau khi nói xong, ông ta bước về phía nhà vệ sinh. Vừa bước ra khỏi phòng họp, Henry Robert đã liên hệ với một số đội lân cận, đội tuần tra tuyến phòng thủ Tây Nam đã bị tấn công, mục tiêu rất có khả năng là đang ở gần bọn họ, các người lập tức tới hỗ trợ điều tra đi. Sở dĩ ông ta muốn tránh quân bạn là vì ông ta không muốn để bọn họ biết vị trí của Tiêu Chính Văn, ông ta muốn âm thầm giành công lao. Sau khi nhận được tin tức, các đội tuần tra khác của Mễ Quốc lập tức đi về phía tuyến phòng thủ Tây Nam. Lúc này, người của tuyến phòng thủ Tây Nam đã đến giờ uống trà chiều, một số người đang thư giãn uống trà, còn một số người vẫn đứng trên chốt kiểm tra, than phiền rằng họ không có cơ hội để nghỉ ngơi. Đột nhiên, đầu của một tên lính canh bị bắn nổ tung, ngã xuống đất. Bọn họ lập tức phát hiện ra, đồng đội của mình đột ngột qua đời. Ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba ngã xuống đất, trong nháy mắt, những tên lính canh gác không ngừng ngã xuống. Kẻ địch tấn công, kẻ địch tấn công. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 943, hiểu lầm. Một trong những tên lính canh hét lớn, giây tiếp theo, đầu của hắn cũng bị một viên đạn xuyên qua. Bọn họ không biết viên đạn từ đâu bay tới, nhưng bọn họ biết đối phương là tay súng bắn tỉa vô cùng chuẩn xác, hoặc có thể là một nhóm xạ thủ bắn cực chuẩn. Bởi vì bọn họ không biết đối phương có bao nhiêu người, xạ thủ bắn tỉa thông thường sau khi bắn phát thứ nhất thì phải nhắm lại để bắn phát thứ hai, giữa hai lần bắn sẽ có một khoảng thời gian giãn cách nhất định. Nhưng những phát súng này lại không cho bọn họ thời gian để phản ứng. Kỹ thuật bắn súng của đối phương vừa nhanh vừa chuẩn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cho dù là bò xuống thì cũng không thể tránh khỏi việc bị đối phương bắn nổ đầu. Có một số người đã tìm được nơi ẩn nấp sau gốc cây, nhưng lại bị bắn xuyên qua gốc cây và đầu. Ngay sau đó có người chạy đến trước mặt Gunner, báo cáo về cuộc tấn công cho Gunner biết. Cái gì, có người dám giết người của chúng ta sao? Thật to gan, lệnh cho toàn bộ binh lính cầm khiên chống đạn tiến lên, tôi không tin hắn có thể chống lại được đội quân tinh nhuệ của chúng ta. Gunner đập bàn, ra lệnh cho tất cả binh lính tiến lên tấn công. Đồng thời, Gunner cũng liên hệ với quân đoàn trưởng Master để báo cáo tình hình. Sau khi nhận được tin tức, Master cũng đứng bật dậy. Những vị tư lệnh khác lần lượt nhìn ông ta. Tôi đi vệ sinh một lát. Master cũng đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi ra khỏi phòng họp,
ông ta mới khẽ chạm vào tai nghe, nói, đối phương bắn người của chúng ta, đúng là gan to bằng trời, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Huy động toàn bộ lực lượng đi quét sạch đối phương. Sau khi nói xong, Master ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh, chờ đợi tin tức tiếp theo từ bọn họ. Lúc này, binh lính của đế quốc Phá Lan ở tuyến phòng ngự Tây Bắc đã cầm khiên chống đạn và vũ khí, bắt đầu lao về hướng Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, Long Nhất và Long Ngao, mỗi người cầm một khẩu súng bắn tỉa, ngồi trên cây, một súng một người, giống như thần chết, gặt hái mạng sống của bọn họ không thương tiếc. Nhìn thấy đám người đang lao về phía mình, Tiêu Chính Văn đưa súng ra sau lưng, ra hiệu cho Long Nhất và Long Ngao, sau đó ba người nhanh chóng xử lý dấu vết, đồng thời để lại những manh mối giả. Người của đế quốc Phá Lan đuổi đến dưới gốc cây, liền nhìn thấy ở đoạn đường phía trước bên trái, có một mảng lớn lá rụng, đó là kỹ thuật chống trinh sát dùng để chôn dấu chân. Đội trưởng đưa tay ra gạt lá cây, liền phát hiện dấu chân hướng về phía trước bên trái. Lúc bọn họ đi theo dấu chân về phía trước thì nhìn thấy đội tuần tra của Mễ Quốc cũng đang đi theo dấu chân. Sao các người lại ở đây? Đội trưởng của đội quân đế quốc Phá Lan cảnh giác chĩa súng vào đối phương. Hắn biết rõ nơi này không phải là tuyến đường tuần tra của Mễ Quốc. Nhưng người của đối phương lại tập trung ở đây, hơn nữa số lượng người của đội tuần tra cũng không ít. Người của Mễ Quốc cũng sững sờ. Không ngờ người của đế quốc Phá Lan lại đột nhiên cầm khiên chống đạn lao tới trước mặt bọn họ. Chúng tôi bị tấn công, vì vậy mới đến đây tuần tra. Quân tuần tra của Mễ Quốc nói. Các người bị tấn công ư? Tại sao chúng tôi chưa nhận được tin tức? Hơn nữa chúng tôi cũng bị tấn công. Đội trưởng của quân đế quốc Phá Lan hỏi. Bởi vì nơi này rất gần với tuyến phòng ngự Tây Nam. Nếu đối phương phát hiện ra dấu vết của vua Bắc Lương thì bọn họ đáng lẽ cũng nhận được tin tức. Nhưng bọn họ lại không nhận được tin tức nào về vua Bắc Lương cả, ngược lại một số đồng đội còn bị giết. Cái gì, làm sao chúng tôi biết được tại sao các người không nhận được tin tức chứ? Có thể là do micro của các người hoạt động không tốt hoặc tai nghe của chỉ huy các người có vấn đề. Các người có ý gì hả? Các người đang sỉ nhục tư lệnh của chúng tôi sao? Vậy các người có ý gì hả? Bên các người có thương vong thì liên quan gì đến chúng tôi ước gì các người chết nhiều hơn đấy. Khốn nạn, người của chúng tôi quả nhiên là do các người tấn công, lũ người Mễ Quốc đáng khinh. Giữa hai nước vốn đã có xích mích, lúc này càng cãi vã lại càng mất kiểm soát. Cuộc chiến từ cãi vã nhanh chóng biến thành hành động xô đẩy, gần như bắt đầu muốn động chân động tay. Chương 944, tranh cãi gay gắt. Cũng may bất kể là đội trưởng của đội quân đế quốc Phá Lan hay là đội trưởng quân tuần tra Mễ Quốc thì hai người đều vẫn giữ lý trí, không cãi nhau vì chút vấn đề này. Thế rồi mà không đánh nhau, đúng là biết cách kiềm chế, nếu đã vậy thì tôi cổ vũ thêm cho hai người đó để quan hệ của cả hai càng thân thiết hơn. Tiêu Chính Văn đứng ở đằng xa quan sát cảnh tượng họ đang cãi nhau, đồng thời giơ súng bắn tỉa trong tay lên nhắm chuẩn vào đội trưởng quân đế quốc Phá Lan. Bằng! Đội trưởng quân đế quốc Phá Lan bỗng ngã phịch xuống, lúc này mọi người đều trở nên cảnh giác, lộ ra vẻ sợ hãi. Đánh lén, chúng giết đội trưởng chúng ta rồi, nhất định không thể bỏ qua cho chúng. Đội trưởng quân đế quốc Phá Lan ngã xuống đất, ánh mắt vẫn còn hiện lên vẻ không dám tin. Đội trưởng quân tuần tra Mễ Quốc cũng sửng sốt đứng tại chỗ. Ngay sau đó, đầu hắn nổ tung, cũng ngã xuống vũng máu. Hai bên đều mất đi đội trưởng dẫn dắt, hai quân đội vốn dĩ còn chưa hòa giải được càng đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Lúc này trận chiến giữa hai bên sắp diễn ra thì quân canh phòng của đế quốc Phá Lan đang cầm khiên chống đạn lập tức chiếm ưu thế, liên tục nả súng vào đối phương. Quân tuần tra Mễ Quốc không có khiên chống đạn lần lượt ngã xuống. Báo cáo tư lệnh, chúng tôi gặp phải quân đội của đế quốc Phá Lan, hơn nữa còn bị đối phương tấn công. Hỏa lực của đối phương quá mạnh, chúng tôi có thể phải hy sinh cho tổ quốc. Không thể tin tưởng người đế quốc Phá Lan. Khụ khụ, tư lệnh Henry Robert, ông nhất định phải báo thù cho chúng tôi. Sau khi nghe được tin tức, Henry Robert khiếp sợ trợn tròn mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao họ lại gặp phải người của đế quốc Phá Lan? Tại sao người đế quốc Phá Lan lại giết họ? Họ vốn dĩ đã có mâu thuẫn với đế quốc Phá Lan, bây giờ vừa nghe thế thì càng không bằng lòng.
hay cho người phá lan, thế mà dám ra tay với đồng minh. Henry Robert tức giận siết chặt nắm đấm. Tất cả những người ở tuyến phòng ngự Tây Bắc nghe đây, phát động tấn công với tuyến phòng ngự Tây Bắc của đế quốc Phá Lan. Ông ta đã quyết định phải dùng vua Bắc Lương làm cớ để tiêu diệt thế lực của đế quốc Phá Lan đang trà trộn vào nội bộ nước mình. Mọi chuyện đều là vì đồng đội của mình, vì báo thù cho đồng đội của mình. Vốn dĩ quân canh phòng của Mễ quốc rất bất mãn với lần hợp tác này, bây giờ lại nghe sếp mình ra lệnh muốn tiêu diệt quân đội đối phương thì càng thêm kích động. Lúc này Gunner vẫn đang đợi đồng đội đưa thi thể của vua Bắc Lương về cho mình, hy vọng có thể nhận được tin tốt là vua Bắc Lương bị bọn họ tiêu diệt. Sau đó ông ta nhận được tin quân đội mình bị người Mễ quốc đánh lén. Cái gì, là chuyện tốt do chúng làm sao? Không thể nào, rõ ràng là chúng yêu cầu muốn hợp tác với chúng ta mà. Gunner càng nghĩ càng tức, nhưng vẫn kiềm chế, bảo họ đi điều tra cho rõ ràng rồi mới quyết định. Bỗng dưng đằng sau vang lên tiếng nổ chói tai, doanh trại của họ bị nổ tung. Lại có thêm một binh lính nữa chạy vào nói với ông ta, người Mễ quốc bắt đầu tấn công chúng ta rồi. Quả nhiên chúng không có ý tốt, chúng quá gian trá. Lúc nãy là chúng bắn pháo tấn công chúng ta đấy, rất nhiều người bên ta đều bị đối phương bắn chết. Nghe tin này cuối cùng Gunner cũng không thể ngồi yên được nữa, hắn lập tức đưa ra quyết định tấn công lại quân đội Mễ quốc. Không lâu sau, hai quân đội giao chiến với nhau, còn ba người Tiêu Chính Văn nhân lúc tình hình hỗn loạn đã lặng lẽ rời khỏi vòng vây của chúng. Lúc này trong phòng họp, Master cũng cãi nhau với Henry Robert. Mọi người nghe tôi nói, chúng ta đã trúng kế rồi, không có vua Bắc Lương gì cả, chúng ta đều bị ông ta lừa rồi. Lúc nãy quân đội của tôi bị tấn công, quân tuần tra của Mễ quốc đánh lén tuyến phòng ngự Tây Nam của chúng tôi. Master lớn tiếng chỉ trích Henry Robert. Henry Robert cũng cãi lại, rõ ràng là người bên các ông không nói tiếng nào đã rời khỏi tuyển phòng ngự, tấn công quân tuần tra chúng tôi trước. Hai bên cãi nhau rất kịch liệt, Thượng quan Hổ sa sầm mặt mày, hết sức lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau? Vốn dĩ Thượng quan Hổ muốn mượn tay bọn họ để trừ khử Tiêu Chính Văn cho mình. Nhưng bây giờ ngay cả bóng dáng của Tiêu Chính Văn còn chưa thấy mà họ đã cãi nhau rồi. Các ông bình tĩnh chút đi, không chừng đây là kế của Tiêu Chính Văn. Thượng quan Hổ quát một tiếng muốn khuyên can. Chương 945, Liên minh tàn giã. Master lại chỉ vào Henry Robert nói, chắc chắn là ông đã bắt tay với người Hoa quốc tập hợp bọn tôi ở đây, cố ý muốn làm giảm thực lực của quân đội bọn tôi. Các ông quả thật quá đê tiện. Tướng quân của đế quốc Tam Địch cũng lộ ra vẻ bỗng dưng tỉnh ngộ. Tôi còn đang nghĩ tại sao người tiểu đội rác bạc bọn tôi lại đánh lén thất bại, hóa ra là rơi vào cái bẫy tinh vi của các ông. Henry Robert, thế mà ông lại làm ra loại chuyện này, chắc chắn ông muốn sau khi làm hao tổn lực lượng của quân đội chúng tôi thì sẽ bắt giữ hết bọn tôi. Phân tích của tướng quân Tam Địch rất có lý, mấy người này vốn dĩ đã không tin tưởng lẫn nhau. Bây giờ nghe ông ta nói thế lại càng trở nên căng thẳng. Chúng ta liều mạng với ông ta đi, nếu không liều mạng thì ông ta sẽ bắt gọn hết chúng ta luôn đấy. Master tức giận hét lên, sau đó liên minh tám nước lập tức tan rã. Nửa tiếng sau, trong phòng họp vang lên tiếng súng. Sau đó cả phòng họp chỉ còn lại hai người là Henry Robert và Thượng quan Hổ, những người khác đều ngã vào trong vũng máu. Cùng lúc đó, biên giới Mễ quốc cũng diễn ra một trận chiến của 8 quân đội, nhưng quân đội của nhiều nước đến đây chỉ vì muốn đánh dẹp Tiêu Chính Văn, chưa được trang bị nhiều vũ khí. Cuối cùng vẫn là quân đội Mễ quốc diệt sạch tất cả. Trong phòng họp, sắc mặt Henry Robert vô cùng hốt hoảng, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Ông ta bỗng đứng dậy tức giận nhìn Thượng quan Hổ nói, ông Thượng quan, mọi chuyện đều do ông. Thượng quan Hổ sa sầm mặt mày lau đi vết máu trên cây súng lục trên tay và máu trên mặt, lạnh lùng nhìn Henry Robert nói, tướng quân Henry, đây là lựa chọn của ông, là do liên minh của các ông không đáng tin. Henry Robert vô cùng tức giận nhưng lại không thể cãi lại gì được. Dù sao lúc nãy Thượng quan Hổ quá mạnh, một mình ông ta mà giải quyết hết tất cả những người có mặt trong phòng họp. Ông ta chẳng khác gì một sát thần. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi phải giải thích với các nước khác thế nào đây? Henry bình tĩnh lại, sắc mặt u ám nói.
Thượng quan Hổ cười khẩy đáp, tướng quân Henry, tôi phải nói điều này, ông bị hoảng đến ngốc rồi à? Ai biết là do chúng ta giết họ chứ? Nghe thế, Henry Roberts sửng sốt, lập tức hiểu ý ông ta nói, ý ông là đẩy hết chuyện này lên đầu vua Bắc Lương à? Thượng quan Hổ gật đầu, vẻ mặt hết sức nham hiểm, đúng vậy, mọi chuyện đều do vua Bắc Lương làm. Như thế sẽ khiến các nước nổi giận với vua Bắc Lương, đến lúc đó Hoa Quốc khó mà xử lý. Henry Roberts gật đầu, sau đó bật cười thành tiếng, hay lắm, không hổ là ông thượng quan, đa mưu túc trí. Thượng quan Hổ khinh thường nhìn Henry Roberts, sau đó xoay người rời đi nói, nhiệm vụ đã thất bại rồi, cũng không cần phải điều động mấy chiến thần và cường giả chủ soái còn lại nữa, tôi sẽ tự mình giải quyết. Dứt lời, thượng quan Hổ đi ra khỏi phòng họp. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn đã dẫn Long Nhất và Long Ngao đến thành phố Sanh Tần của Mễ Quốc. Long Vương, vừa nhận được tin quân liên minh 8 nước đã tan rã rồi. Chúng tự đánh với nhau. Long Ngao vô cùng phấn khích. Tiêu Chính Văn thản nhiên gật đầu nói, đã chuẩn bị xong rồi, thượng quan Hổ đó sẽ không cam lòng để yên đâu. Vâng. Long Ngao đáp. Sau đó ba người bước vào văn phòng Quốc hội Mễ Quốc. Cuộc họp tiếp đón cường giả ngoài lãnh thổ quay về sắp bắt đầu. Nó sẽ là một thời đại mới, mở ra một tình thế tàn khốc. Cùng lúc đó, ở Tông Miếu Hoa Quốc, thiên tử đứng trước Tông Miếu bái trời, ông ấy mặc một bộ áo dài màu vàng được thêu rồng vàng, ánh mắt sáng rực nhìn cánh cửa gỗ màu vàng của Tông Miếu. Phía sau ông ấy là ông Long và một đội hộ Long kỵ mặc áo giáp hộ Long màu đen. Lúc này tiếng cửa kéo kẹt trầm thấp và trang nghiêm mở ra. Cánh cửa gỗ màu vàng của Tông Miếu mở ra, 6 vị trưởng lão Tông Miếu của Hoa Quốc đều mặc áo dài, không cảm xúc bước ra từ trong Tông Miếu. Lúc này đất trời bỗng nhiên biến đổi. Thiên tử hơi cúi người xuống nói, cung nghênh 6 vị quốc lão xuất quan. Chương 946, cháu trai của Tiêu Long. 6 vị quốc lão gật đầu, thái độ không giống nhau. Nhưng thần sắc đều nghiêm trọng và nặng nề, trong ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén và hỗn loạn. Một người vóc dáng khá cao trong số đó, khí phách uy nghiêm, mặt dài mày kiếm, ánh mắt sáng như sao, râu dài, nhìn thiên tử hỏi, Hoa Quốc đã tới thời khắc nguy hiểm nhất cần chúng tôi phải xuất quan sao? Thiên tử nói, đại quốc lão, Hán Vương trở về rồi. Hán Vương! Nghe xong, 6 vị quốc lão đều nhíu mày, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Sắc mặt đại quốc lão xa sầm, hít sâu một hơi rồi nói, thằng nhóc Hán Vương đó là nhân tài kiệt xuất. Chỉ tiếc, dã tâm quá lớn, lệch lạc với ý chí của Hoa Quốc. Nếu không, tôi còn muốn giúp đỡ nó trở thành thiên tử. Câu nói này vừa dứt, 5 vị quốc lão còn lại cũng đồng loạt gật đầu, như thể tán đồng với ý kiến của đại quốc lão. Nhưng hiện thực lại là Hán Vương bị dã tâm của mình che mờ, bước vào con đường khác biệt với Hoa Quốc, phản bội Hoa Quốc. Phản bội hàng tỷ người dân Hoa Quốc. Sau đó, đại quốc lão trầm giọng hỏi, chỉ một Hán Vương nhỏ bé, chẳng lẽ thiên tử lại không đối phó được hay sao? Năm đó, nó bị cậu và Tiêu Long cùng nhau đánh đuổi Hán Vương ra khỏi Hoa Quốc đúng không? Bây giờ cậu ta ngóc đầu trở lại rồi, nói gì thì nói cũng không thể là đối thủ của cậu mà nhỉ. Thiên tử trầm mặc nói, đại quốc lão, thế lực sau lưng Hán Vương không phải chỉ có mình ông ta. Vài năm nay ông ta ẩn náu bên ngoài, đã sở hữu cho mình một đội gồm 200.000 tử sĩ, còn qua lại mật thiết với các lãnh đạo cấp cao của các nước. Lần này ông ta trở về, chỉ e là gây bất lợi với Hoa Quốc, muốn lật đổ thế cục ổn định của Hoa Quốc hiện giờ. Nghe vậy, 6 vị quốc lão đều rơi vào trầm tư. Sau đó, nhị quốc lão cao gầy, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng mắng nhiếc, một tên Hán Vương bé nhỏ cũng muốn lật đổ thế cục ổn định mà Hoa Quốc không dễ dàng xây dựng được trăm năm nay sao? Phải trừ bỏ mối nguy hại và dập tan dã tâm đó, nên tru di cửu tộc. Nhị quốc lão khá nóng nảy, rất dễ cáu gắt, trong mắt cụ ấy cũng không chứa nổi nửa hạt cát. Cụ ấy một người mạnh mẽ, rất ghét những thế lực uy hiếp đến Hoa Quốc. Cường giả chết trên tay cụ ấy không kể xiết. Thiên tử chắp tay nói, nhị quốc lão nói đúng. Đại quốc lão cau mày nói, cụ thể là như thế nào, bảo 6 người chúng tôi cùng xuất quan thì tuyệt đối không phải chỉ để đối phó với một Hán Vương. Thiên tử thở dài nói, các vị quốc lão, theo như tin tức từ Cục Tình báo Hoa Quốc gửi tới, lần này Hán Vương chắc sẽ liên thủ với nước ngoài,
khơi mào cuộc chiến tranh có thể ghi vào lịch sử Hoa Quốc. Cuộc chiến này sẽ dẫn đến những ảnh hưởng sâu sắc tới Hoa Quốc. Thế lực nước ngoài nhất định sẽ phái cường giả cấp chủ soái và cường giả thiên vương, xâm phạm tới các cửa ngõ quốc gia của các chiến khu của ta. Tới lúc đó, ngay cả 6 cửa ngoại thành và 4 cửa nội thành của Long Kinh cũng sẽ bị tấn công bởi các cường giả này. Vì thế, tôi không thể không mời các vị quốc lão ra tay trấn giữ Long Kinh. Khống chế cường giả nước ngoài. Nghe xong, sắc mặt của 6 vị quốc lão trở nên nặng nề. Các cụ ấy không ngờ mọi việc sẽ biến thành như vậy. Hán Vương lại muốn khơi mào chiến tranh các nước. Mà sau đó, câu nói tiếp theo của thiên tử lại khiến 6 vị quốc lão càng kinh ngạc hơn. 6 vị quốc lão, còn có một chuyện, thời hạn 5 năm đã đến, cường giả của 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ sẽ quy tụ lại. Đến lúc đó, sẽ lại có thêm một chiến trường đẫm máu. Nếu lãnh đạo cấp cao của các nước mời cường giả của 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ ra tay, vậy thì Hoa Quốc sẽ phải đối mặt với cuộc chiến toàn quốc. Thiên tử dứt lời, sắc mặt đại quốc lão u ám, nói, 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ đã chuẩn bị mở rồi à? Thiên tử gật đầu nói, đúng vậy, cổng mở ra, những cường giả còn sống sót quay về, sẽ trở thành cường giả mạnh nhất của các nước. Đại quốc lão gật đầu, ánh mắt lóe sáng nói, cũng không biết lần này 16 nhân tài quái vật mà Hoa Quốc chúng ta cử đi có mấy người có thể sống sót mà quay về. Thiên tử yên lặng, nói, đây là điều mà tôi lo lắng nhất. Nếu lần này nhân tài quái vật được Hoa Quốc cử đi không ai trở về, đối với Hoa Quốc mà nói thì đây là kết quả không thể chấp nhận được. Suốt 5 năm, Hoa Quốc chúng ta sẽ mất đi cường giả của mình, sẽ bị các cường quốc ghi nhớ. Đại quốc lão gật đầu, 5 vị quốc lão khác cũng gật đầu theo. Sau đó, đại quốc lão hỏi, bên Võ Thần Tông thế nào? Bọn họ sẽ phái cường giả canh giữ cửa ngõ quốc gia chứ? Thiên tử nghe xong, trầm mặc một lúc rồi nói, đại quốc lão, lần này tôi không thông báo cho Võ Thần Tông. Không thông báo ư? Đại quốc lão nghe vậy, đanh mặt lại, rồi như hiểu rõ điều gì đó, cụ ấy nói, thiên tử, tôi hiểu ý của cậu, nhưng chuyện lớn của quốc gia, Võ Thần Tông cũng phải tham gia. Nếu sau trận chiến Võ Thần Tông có yêu cầu quá đáng nào, tôi sẽ bàn bạc với họ. Nghe vậy, thiên tử mới gật đầu, vậy thì nghe theo ý của đại quốc lão. Đại quốc lão gật đầu, sau đó ngước lên nhìn bầu trời, hỏi có những ai tham gia hội nghị cường giả ngoài lãnh thổ này. Tiêu Chính Văn, chủ soái của 300.000 quân phá Long Bắc Lương, đã đạt tới cảnh giới thiên vương một sao. Thiên tử nói, vẻ mặt tràn đầy kích động và hưng phấn, thậm chí còn hơi kiêu ngạo. Tiêu Chính Văn, thiên vương một sao, bao nhiêu tuổi rồi, tại sao trước khi tôi bế quan chưa từng nghe đến cái tên này? Đại quốc lão thắc mắc. Bọn họ sống 70-80 năm, trước khi bế quan chưa từng nghe thấy ai tên là Tiêu Chính Văn của Hoa Quốc. Cảnh giới thiên vương một sao của Hoa Quốc đều là cường giả trên đỉnh kim tự tháp. Theo lý mà nói, bọn họ nên biết mới phải. Thiên tử vội nói, thưa các vị quốc lão, Tiêu Chính Văn còn rất trẻ, mới 27 tuổi. Dầm! Câu nói này cứ như tin sét đánh với các quốc lão ở đây. 27 tuổi. Thực lực thiên vương một sao. Quá đáng sợ. Quái vật gì vậy? Cả Hoa Quốc này có thể tìm ra người thứ ba không? Mấy vị quốc lão đưa mắt nhìn nhau, cực kỳ kinh ngạc. Lại có thể đạt tới cảnh giới của bọn họ, sao có thể không chấn động chứ? Nhân tài quái vật như vậy mới là nền móng tương lai của Hoa Quốc. 27 tuổi, thiên vương một sao, nếu cho anh đủ thời gian để nâng cao thực lực, vậy chẳng phải là không có giới hạn hay sao? Thậm chí, có thể vượt qua cấp độ của thiên tử đời thứ nhất và nhị đại thiên tử, đạt tới đỉnh cao trên thế giới. Cho nên, 6 vị quốc lão cực kỳ ngạc nhiên, trong lòng nổi sóng to gió lớn. Tốt, tốt lắm, thiên vương một sao 27 tuổi, Hoa Quốc nhất định phải cố hết sức bảo vệ thanh niên này. Đại quốc lão rất kích động, trong ánh mắt là sự phấn khích hiếm có. Đồng thời, cụ ấy hỏi, Tiêu Chính Văn này là người của gia tộc nào, bề trên là ai? Thiên tử thở dài nói, đại quốc lão, đây chính là điều mà tôi muốn nói với mọi người. Tiêu Chính Văn là cháu của Tiêu Long, là huyết mạch của nhà họ Tiêu. Chương 947, Tiêu Thanh Vân. Câu nói này khiến 6 quốc lão đều im lặng, sắc mặt trở nên khá nghiêm nghị. Sau đó đại quốc lão cau mày nói, cháu của Tiêu Long.
huyết mạch của nhà họ Tiêu ư? Thiên tử gật đầu đáp, phải. Sắc mặt đại quốc lão xa sầm như đang suy nghĩ gì đó, thái độ và nét mặt khác hoàn toàn trước. Sau đó cụ ấy thở dài như đã nghĩ thông suốt điều gì, nói, nhà họ Tiêu đã cống hiến quá nhiều cho Hoa quốc rồi, chính vì sự cống hiến này khiến nhiều người rất dè dặt và sợ nhà họ Tiêu. Cũng chính vì điều này nên nhà họ Tiêu cứ như lời nguyền buộc chặt với Hoa quốc. Họ có thể là tướng nhưng tuyệt đối không thể làm thiên tử. Thiên tử, cậu đừng quên trận loạn lạc hắc ám ở thời đại Tam Đại Thiên Tử cũng chính là vì nhà họ Tiêu. Thiên tài quái vật đỉnh cao đó của nhà họ Tiêu chấp nhận lễ rửa tội quốc vận vì chống lại 13 cường giả quay về từ 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ, cuối cùng lại thất bại, cảnh giới không ổn định, huyết mạch bạo phát, tẩu hỏa nhập ma, tàn sát hết 7 thành phố, gây ra sự kiện bi thảm nhất trong lịch sử Hoa quốc. Nhắc đến chuyện này, thiên tử không nói gì, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư. Năm quốc lão khác cũng khẽ thở dài. Lúc xảy ra trận loạn lạc hắc ám đó, bọn họ vẫn còn trẻ nhưng lại biết rất rõ chuyện này. Bởi vì trận đó quá thảm khốc. Người dân của 7 thành phố không một ai sống sót. Đều bị tàn sát hết. Đó là sự kiện loạn lạc thảm khốc nhất không được công bố ra ngoài trong lịch sử Hoa quốc. Hoa quốc với đại quân 200.000 người và các cường giả đủ cấp bậc, người trước hy sinh người sau tiến bước muốn ngăn chặn cơn bão tối tăm đó. Nhưng đại quân 200.000 người và hàng nghìn cường giả chỉ lần lượt hy sinh, không còn ai sống sót. Đến nay đại quân 200.000 người vẫn còn bị chôn vùi ở 7 thành phố đó trở thành lịch sử vĩnh cửu, trở thành một phần quá khứ tăm tối không thể nói. Đại quân 200.000 người và hàng nghìn cường giả không bao giờ được ghi chép vào sách sử Hoa quốc. Bởi vì đó là sơ suất trong việc đưa ra quyết sách của những người ở trên. Năm đó vì 13 cường giả trở về từ 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ xâm lược Hoa quốc. Chỉ trong vòng một ngày đã chiếm hết 24 thành phố, đánh đến thiên tử các ở Long Kinh. Mà lúc đó cường giả nước ngoài trở về từ 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ của Hoa quốc chỉ có 3 người, không thể chống cự lại được sự tấn công của 13 cường giả của các cường quốc khi chúng liên minh lại với nhau nên mới liên tục thất bại. Thậm chí ba cường giả của Hoa quốc liều mình mới có thể giết được 4 cường giả ngoài lãnh thổ trong số đó. Trong tình thế hết sức nguy cấp như thế, năm đó nhà họ Tiêu bàn bạc với các nhân viên nòng cốt của Hoa quốc và Tam Đại Thiên Tử tổ chức lễ rửa tội quốc vận trước thời hạn. Vị thiên tài quái vật đỉnh cao nhà họ Tiêu đó một mình gánh vác lễ rửa tội cho vận mệnh quốc gia mới có thể tiếp nhận đại quân 200.000 người. Nhờ vào thực lực tăng lên, đột phá cảnh giới cao hơn để ngăn 13 cường giả về từ chiến trường ngoài vùng lãnh thổ lại. Sau đó vị thiên tài quái vật của nhà họ Tiêu quả thật chịu được lễ rửa tội quốc vận, cảnh giới đột phá cực nhanh bước vào tầng cao nhất của cảnh giới thiên vương. Một mình vị thiên tài quái vật nhà họ Tiêu đó giết hết 9 cường giả ngoài vùng lãnh thổ còn lại. Nhưng bỗng xảy ra những chuyện không ngờ đến. Vị thiên tài quái vật nhà họ Tiêu đó huyết mạch bùng nổ. Cuối cùng lễ rửa tội quốc vận thất bại dẫn đến tẩu hỏa nhập ma trở thành một con quỷ giết người không chớp mắt. Đi đến đâu cũng là xác chết. Tam Đại Thiên Tử, nhà họ Tiêu và các lãnh đạo cấp cao quyết định phái đại quân 200.000 người và hàng nghìn cường giả đi ngăn thiên tài quái vật của nhà họ Tiêu lại. Nhưng đại quân 200.000 người này một đi không trở lại. 7 thành phố toàn là thi thể, be bét máu, máu chảy thành sông. Thi thể của 200.000 người này trải khắp 7 thành phố. Máu chảy đến tận 7 ngày. Cuối cùng thiên tài quái vật nhà họ Tiêu đó sức cùng lực kiệt mà chết. Trận chiến đó vô cùng thê thảm và thảm khốc. Nghe những người trải qua thời kỳ đó nói, vị thiên tài quái vật đỉnh cao nhà họ Tiêu đó không phải do họ giết mà người đó tự sát. Khoảnh khắc cuối cùng, người đó khó khăn lắm mới lấy lại được chút lý trí, quỳ trước thiên tử các ở Long Kinh tự sát. Mãi đến 10 năm sau, những người trải qua thời kỳ đó vẫn không dám hé răng nửa lời về sự tàn khốc của trận chiến tranh đó. Vì đây là thời điểm tăm tối nhất trong lịch sử Hoa quốc. Trong lòng mọi người đều biết vị thiên tài quái vật nhà họ Tiêu đó vì Hoa quốc mới chấp nhận lễ rửa tội quốc vận được tổ chức trước thời hạn, để giết các cường giả quay về từ chiến trường lớn ngoài lãnh thổ. Nhưng đây cũng là nguyên nhân gây ra sự kiện thảm khốc sau đó. Thế nên không ai dám nói gì nhiều. Tam Đại Thiên Tử cũng ra lệnh cho sự kiện này vào phần lịch sử bí mật của Hoa quốc. Hễ là người tham gia vào trận chiến năm đó đều bị hạ lệnh không thể để lộ ra ngoài nửa điều, nếu không sẽ bị tru di cửu tộc. Cũng từ lúc đó,
nội bộ Hoa Quốc đánh giá lại nhà họ Tiêu lần nữa. Không thể kiểm soát huyết mạch của nhà họ Tiêu. Một khi mất khống chế thì cứ như ma quỷ, hai mắt đỏ ngầu, cả người toát ra hơi thở chết chóc, trong đầu chỉ có hai từ tàn sát. Cũng từ lúc đó người nhà họ Tiêu chỉ được làm tướng không thể làm thiên tử, càng không được bước nửa bước vào các chức cao hơn. Thậm chí còn ra lệnh cấm không cho nhà họ Tiêu tham gia lễ rửa tội quốc vận. Còn vị thiên tài quái vật nhà họ Tiêu đó cứ như biến mất khỏi phần lịch sử đó vậy, không ai hỏi đến cũng không ai nhắc đến. Cứ như chưa từng tồn tại người như thế. Thậm chí trong gia phả của nhà họ Tiêu cũng không có tên người đó. Còn về cái tên của người đó thì chỉ có một vài người biết nhưng đều chôn sâu vào ký ức, không muốn nhắc đến. Lúc này, Đại Quốc Lão hít sâu nói, Tiêu Thanh Vân, đã hơn 60 năm không ai nhắc đến cái tên này rồi. Thanh Vân một đường đi lên, càn quét cả hàng nghìn dặm. Năm đó ông ấy từng là thần tượng mà bọn tôi ngưỡng mộ. Thanh niên nhanh nhẹn, dung mạo thanh thoát, tâm tư dịu dàng như ngọc. Ở thời đại đó, người như Tiêu Thanh Vân là đối tượng mà tất cả những người trong võ tông và miếu đường đều phải ngưỡng mộ và sùng bái. Hệt như những ngôi sao lớn bây giờ vậy. Ba chữ Tiêu Thanh Vân này đại diện cho sự dịu dàng, tích cực, đơn thuần, hiền lành và tương lai. Đáng tiếc, bây giờ nhớ lại, Đại Quốc Lão vẫn còn nhớ năm đó cụ ấy mới mười mấy tuổi đi theo bố chỉ huy trận chiến ở vùng rìa của trận chiến tranh Hắc Ám. Mãi cho đến khi cuộc loạn lạc kết thúc, cụ ấy mới đi theo đại quân xuất hiện ở khu vực nòng cốt nhất. Hôm đó cụ ấy nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc nhất trong cuộc đời của mình. Chín cường giả quay về từ chiến trường ngoài lãnh thổ đều bị giết chết. Trên mặt đất toàn xác chết nhất là trên núi có gần 10.000 thi thể chất thành đống. Bộ đồ màu trắng thanh thoát của Tiêu Thanh Vân đã nhuốm đầy màu đỏ của máu, tóc cũng là màu máu, máu tí tách nhỏ xuống liên tục. Còn Tiêu Thanh Vân, hai tay cầm long kiếm dính đầy máu cúi đầu xuống để mặc gió lạnh thổi tung mái tóc nhuốm đầy máu của mình. Lúc đó Tiêu Thanh Vân đã không còn khả năng sống nữa. Cũng từ ngày đó long kiếm bị phong ấn trong địa cung. Tốn 10 năm liên tục tiếp nhận lễ rửa tội quốc vận mới rửa hết máu và linh hồn chết oan trên long kiếm. Im lặng một hồi, Đại Quốc Lão nói, trước tiên không nói đến chuyện này nữa, nếu tôi đã xuất quan rồi thì dĩ nhiên không để cho đám cường giả ngoài lãnh thổ đó xâm phạm vào Hoa Quốc. Lúc này ở chỗ Tiêu Chính Văn, dĩ nhiên anh không biết vì mình mà rất nhiều chuyện bí mật bị lôi ra. Lúc này anh đã đến phòng họp ở văn phòng quốc hội của Mễ Quốc với Long Nhất và Long Ngao. Đẩy cửa ra thì thấy các tướng quân và những nhân vật cấp cao của 11 nước đã đến đông đủ trong phòng họp. Lúc này mọi người đều nhìn sang Tiêu Chính Văn đang bước vào với những ánh mắt kỳ quái. Tiêu Chính Văn bước vào mới nhận ra không có vị trí đại diện cho Hoa Quốc trong phòng họp. Bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc trầm lắng xuống. Chương 948, Thân Vương thì đã sao? Tướng lĩnh và lãnh đạo cấp cao của 11 nước cũng cười cợt nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang đứng trong phòng họp. Ồ, vua Bắc Lương Hoa Quốc đến muộn ghê. Xin lỗi nhé, không có ghế cho cậu rồi, hay là vua Bắc Lương chịu khó đứng họp nhé. Một người đàn ông da trắng lớn tuổi có râu trong đó mặc một bộ đồ vest màu đen thắt nơ đang hút xì gà, mặt hiện lên vẻ nhạo báng và cười cợt. Ông ta là một lãnh đạo cấp cao trong 5 người đến từ Mễ Quốc lần này, tên là Orison. Các tướng lĩnh và lãnh đạo cấp cao của các quốc gia khác cũng cười nhạo nói hùa theo. Người Hoa Quốc vốn dĩ đã không xứng được ngồi dự họp, họ chẳng qua chỉ là một đám lợn da vàng mà thôi. Ha ha ha, tướng quân Berwin nói đúng lắm, Hoa Quốc chính là một đám người mà văn minh chưa được khai hóa. Theo tôi thấy sau này chúng ta nên từ chối không cho Hoa Quốc lựa chọn nhân tài vào 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ mới phải. Mọi người, anh một câu tôi một lời. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn sa sầm mặt mày, hai tay anh đút vào trong túi, hai hàng lông mày hiện lên sự lạnh lẽo. Xem ra hình như các vị không chào mừng tôi nhỉ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Mọi người đều khịt mũi, mặc dù không nói gì nhưng ngôn từ và thái độ đã thể hiện rõ ra rồi. Tiêu Chính Văn lại bước lên trước mấy bước nói, dù không được các vị chào đón thì đã sao chứ? Hiện giờ Hoa Quốc đã không còn là đất nước yếu hèn như trong suy nghĩ của các vị nữa rồi. Thái độ của các vị như thế chỉ khiến tôi cảm thấy các người là đám hèn nhát, sợ Hoa Quốc.
Trên thế giới này chỉ có kẻ hèn yếu mới kêu la không ngừng thôi, bởi vì họ không có bản lĩnh, cũng không dám đánh nhau. Cậu, láo xược, nơi này là phòng họp văn phòng Quốc hội Mỹ Quốc, một chủ soái chiến khu Hoa Quốc nhỏ bé như cậu có tư cách gì mà phát ngôn bừa bãi ở đây? Lúc này Orison rất phẫn nộ đập bàn đứng dậy chỉ vào Tiêu Chính Văn quát. Mỹ Quốc là cường quốc đứng đầu thế giới. Lúc này lại bị một chủ soái Hoa Quốc xem thường. Vua Bắc Lương, hãy chú ý đến thân phận của cậu. Nơi này là Mỹ Quốc, là sảnh họp lớn của Quốc hội. Trước mặt Mỹ Quốc, người Hoa Quốc các cậu không có bất kỳ thế lực cũng như tư cách gì để lớn tiếng nói chuyện với chúng tôi. Sau đó Orison nói, các tướng lĩnh và lãnh đạo cấp cao của các nước khác ngồi ở một bên cũng tức giận hùa theo. Hừ, vua Bắc Lương, hãy chú ý đến lời nói của cậu. Những người ngồi ở đây đều là các tướng lĩnh tài năng và lãnh đạo cấp cao của các nước, nơi này lại không phải chỉ có một mình Hoa Quốc. Hoa Quốc đúng là giỏi thật. Bây giờ lại còn dám nói chuyện như thế với chúng ta, e là họ đã quên 100 năm trước suýt thì bị chúng ta tiêu diệt như thế nào rồi. Ha ha ha, đúng thế. Mọi người đều phá lên cười. Lúc này ánh mắt Tiêu Chính Văn bỗng trở nên lạnh lùng, sắc bén nhìn một tướng quân đế quốc Phá Lan trong đó. Hắn là người vừa nói câu suýt nữa tiêu diệt quốc gia đó. Dầm. Ngay sau đó. Tiêu Chính Văn đi thẳng đến chỗ hắn rồi nhấc chân lên đạp hắn văng ra xa vài chục mét khiến hắn đập người vào bức tường trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cả bức tường bỗng chốc nứt ra. Ôi, phắc, phắc, chết tiệt, cậu có biết cậu làm gì không? Tướng quân đế quốc Phá Lan đó ôm ngực run lẩy bẩy đứng dậy, lau đi vệt máu trên khóe miệng, đôi mắt xanh biếc tức giận nhìn Tiêu Chính Văn quát tháo. Cảnh tượng này cũng khiến các tướng lĩnh và lãnh đạo cấp cao của các nước sửng sốt một lúc. Mọi người đều hít sâu một hơi không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Người đó là tướng quân vương tộc của đế quốc Phá Lan. Có địa vị cực kỳ cao ở đế quốc Phá Lan. Nghe nói là bà con họ hàng của nữ vương đế quốc Phá Lan. Sau đó các nhân viên đi theo tướng quân đế quốc Phá Lan cũng tức giận đứng dậy vừa bước đến kiểm tra vết thương vừa tức giận chỉ vào Tiêu Chính Văn quát ngông cuồng. Cậu lại dám đánh thân vương của chúng tôi phải xử cậu tội chết. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn không hề sợ chỉ lạnh lùng nhìn đối phương nói, đây chỉ là bài học nhỏ thôi. Nói cho thân vương của các anh, Hoa Quốc đã không còn là đất nước yếu đuối 100 năm trước nữa. Các người không có bất cứ tư cách nào để kiêu ngạo phán xét Hoa Quốc trước mặt tôi như thế. Hơn nữa, trong hơn 5.000 năm, ngoại trừ 100 năm đó, mỗi một thời đại, mỗi thời kỳ của Hoa Quốc đều không phải là thứ mà đám các người có thể xem thường. Dù có là sự áp bức và lăng nhục trong 100 năm quá khứ thì cũng chỉ là một đoạn lịch sử trong hàng nghìn năm lịch sử của Hoa Quốc. Sau này Hoa Quốc tôi sẽ phục hưng, sẽ lại quay về đỉnh cao của thế giới lần nữa. Ba câu này rất hùng hồn, làm chấn động cả phòng họp. Lúc này các tướng lĩnh và lãnh đạo cấp cao các nước đều hoảng hốt bởi khí thế độc nhất vô nhị trên người Tiêu Chính Văn. Còn tướng quân thân vương đế quốc Phá Lan đó lại vô cùng tức giận. Hắn đẩy mạnh hộ vệ bên cạnh mình ra, tức giận nhìn Tiêu Chính Văn nói, vua Bắc Lương, người cậu vừa đánh là thân vương đế quốc Phá Lan đấy. Tôi muốn cậu phải quỳ xuống xin lỗi ngay, nếu không tôi sẽ triệu tập binh sĩ thép đế quốc Phá Lan tấn công Hoa Quốc cậu. Chỉ một câu nói thôi đã khiến các tướng quân ở đó khiếp sợ. Thân vương cực kỳ quyết đoán. Vừa lên tiếng đã điều động đại quân 500.000 người. Bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc trở nên nặng nề. Mọi người đều không dám thở mạnh. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn lại lạnh nhạt cười nói, vậy à, thân vương đế quốc Phá Lan này, những lời anh nói có thể xem là ý của nội các và nữ vương đế quốc Phá Lan sao? Anh nói thế khiến thân vương đế quốc Phá Lan sửng sốt. Quả thật hắn không thể đại diện cho đế quốc Phá Lan. Nhưng bây giờ hắn đang rất tức giận. Thế nên hắn lớn tiếng nói, tất nhiên, vua Bắc Lương, cậu lập tức xin lỗi tôi ngay, nếu không tôi sẽ ra lệnh tấn công Hoa Quốc. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn lại cười nhạt, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống nói, được thôi, giờ tôi đợi anh điều binh đến tấn công Hoa Quốc đây. Người trong phòng họp đều sửng sốt. Vua Bắc Lương này tự cao ghê, kiêu ngạo thật đó. Thế mà dám thách thức thân vương đế quốc Phá Lan. Nhưng thân vương đế quốc Phá Lan thấy vẻ mặt này của Tiêu Chính Văn thì lại cảm thấy sợ.
Dù sao họ cũng từng nghe nói đến uy danh của vua Bắc Lương Hoa Quốc. Chỉ huy 300.000 người của quân Phá Long để đánh thắng đại quân 1 triệu người của 8 nước. Bây giờ hắn đã trèo lên lưng hổ rồi khó mà bước xuống. Trong phòng họp, CSC tướng lĩnh và lãnh đạo cao cấp các nước cũng đang phấn khích đan xem cảnh tượng náo nhiệt này. Dù sao cũng không liên quan đến họ, họ rất vui vẻ hóng kịch. Nếu Hoa Quốc và đế quốc Phá Lan thật sự xảy ra chiến tranh thì họ càng có thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Đợi gần 10 phút, mồ hôi đã túa ra trên trán thân vương. Còn Tiêu Chính Văn vẫn lạnh lùng nói, thân vương Phá Lan, nếu anh không dám điều binh tấn công Hoa Quốc thì tôi sẽ điều binh tấn công đế quốc Phá Lan đấy. Chương 949, vứt bỏ ảo tưởng. Câu nói này khiến cho cả phòng hội nghị tĩnh lặng tới đáng sợ. Không khí cũng nhanh chóng đông cứng lại. Quá hống hách, quá ngạo mạn. Nơi này là phòng hội nghị của văn phòng quốc hội Mễ Quốc. Vua Bắc Lương này lại dám nói ra câu đó với một vị tướng quân thân vương đế quốc Phá Lan ngay tại đây, thật sự khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Lúc này, sắc mặt của thân vương đế quốc Phá Lan đó đang vô cùng khó coi và u ám. Trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Vua Bắc Lương, mày nói cái gì? Phác, cái con lợn Hoa Quốc đáng chết nhà mày. Mày còn dám uy hiếp thân vương tao sao? Thân vương đó vô cùng phẫn nộ. Từ lúc sinh ra đến nay, hắn là một nhân vật cao quý ở đế quốc Phá Lan, là thân vương mà người người tôn thờ và ngưỡng mộ. Ai dám ra tay đánh hắn? Ai dám uy hiếp hắn? Thế nhưng hôm nay, hắn lại bị vua Bắc Lương trước mắt đánh rồi còn uy hiếp. Vậy nên hắn vô cùng phẫn nộ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lồng ngực. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng liếc nhìn đối phương, nói thân vương, tôi cảnh cáo anh thêm lần nữa. Lúc nói chuyện với chủ soái tôi thì phải chú ý ngôn từ và chừng mực. Ôi chao! Bên trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, toàn thân ớn lạnh. Bởi vì lúc này, trên người Tiêu Chính Văn toát ra khí thế vô cùng khủng bố. Vô cùng bức người. Tên thân vương đế quốc Phá Lan đó cũng bị câu nói này của Tiêu Chính Văn dọa sợ tới mức liên tiếp lùi về sau mấy bước. Mà vào lúc này, Orison lãnh đạo cấp cao của Mễ Quốc trầm giọng nói, đủ rồi. Vua Bắc Lương, nơi này là Mễ Quốc, không phải Hoa Quốc, cậu phải tôn trọng luật pháp Mễ Quốc, tôn trọng các vị đại biểu tham gia hội nghị ngày hôm nay. Nếu không, tôi có quyền đuổi cậu ra khỏi nơi này. Vừa dứt lời, mấy tên lính đặc chủng cao to lực lưỡng, mặc quần áo tác chiến của lính hải quân nhanh chóng xông vào, giơ họng súng nhắm thẳng vào Tiêu Chính Văn. Tình thế súng đạn sẵn sàng. Tiêu Chính Văn nhướng mày, Long Nhất và Long Ngao đã sải bước chắn trước mặt Tiêu Chính Văn, trên người toát ra khí thế lạnh lẽo, bốn mắt nhìn chăm chăm vào đám lính đặc chủng đột nhiên xông vào kia. Không khí xung quanh cũng trở nên đông đặc chỉ trong nháy mắt. Hừ! Lúc này, Tiêu Chính Văn đột nhiên hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Orison rồi nói Orison, ông đang uy hiếp vua Bắc Lương của Hoa Quốc sao? Orison cười lạnh lùng, nói, không đến mức uy hiếp, chỉ là hy vọng vua Bắc Lương tự biết nên làm sao, chú ý thân phận của mình một chút. Ở nơi này, Mễ Quốc mới có quyền phát ngôn, Hoa Quốc mãi mãi không có cách nào so bì nổi với chúng tôi. Câu nói này ngay lập tức nhận được sự cổ vũ và tán đồng của đại hiểu 10 nước khác. Sắc mặt Tiêu Chính Văn trở nên u ám. Anh bất lực lắc đầu thở dài. Dù cho đã trôi qua 100 năm. Mấy cường quốc này vẫn kiêu căng tự đại, không coi ai ra gì y như thế. Không biết rằng cục diện thế giới đã thay đổi từ lâu. Bốp! Tiêu Chính Văn phẫn nộ đứng dậy, đập mạnh vào bàn hội nghị, cáu giận nhìn tất cả đại biểu đang có mặt, lạnh lùng nói, mong các vị gãy nhớ kỹ cho, Hoa Quốc đã không còn là Hoa Quốc của ngày xưa tùy ý để cho cường quốc mấy người chèn ép nữa rồi. Hiện giờ Hoa Quốc đã xếp ở vị trí cao nhất trong kim tự tháp các quốc gia trên thế giới. Trong tương lai, chúng tôi sẽ còn thực hiện sự phục hưng vĩ đại. Nếu như mấy người không hoan nghênh Hoa Quốc vậy thì tôi sẽ không tham gia hội nghị này nữa. Nói xong, Tiêu Chính Văn quay người, để lại cho mọi người một bóng lưng vững chãi, sải bước rời khỏi phòng hội nghị. Mãi đến khi Tiêu Chính Văn rời đi, đại diện 11 nước còn lại vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn. Cứ như vậy mà đi sao? Orison nhíu mày, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Không nể mặt ông ta chút nào luôn hả?
cường giả của 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ trở về, 12 nước đều phải tham gia. Dù gì, nếu như trong đó có cường giả Hoa Quốc trở về, phát hiện ra đại diện Hoa Quốc không tham gia, truy cứu ra thì bọn họ cũng không biết giải thích thế nào. Thế nên sắc mặt của Orison lúc này mới khó coi như vậy. Đây là một vấn đề lựa chọn. Tiêu Chính Văn buộc ông ta phải chọn. Ông Orison, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Tướng quân đại diện đế quốc chiến xa trong số đó cau mày hỏi. Những người khác cũng chất vấn theo, ông Orison, nếu như không có Hoa Quốc tham gia, e là sẽ dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Bây giờ phải tính sao? Hội nghị này còn tiếp tục nữa không? Cả đám người trố mắt nhìn nhau, bộ dạng lãnh đạm. Suy cho cùng, những lời mà Orison vừa nói ban nãy không liên quan gì tới bọn họ. Orison trầm mặc một lát, nói với trợ lý bên cạnh mình, đi mời vua Bắc Lương vào đi. Vâng. Cô gái da trắng xinh đẹp có dáng người nóng bỏng quay hông, đi trên giày cao gót bước nhanh ra khỏi phòng hội nghị, tìm thấy ba người Tiêu Chính Văn ở trong khu nghỉ ngơi. Lúc này, Long Ngao đang nhỏ giọng mắng chửi, Mễ Quốc đáng chết. Vậy mà lại dám đối xử với Long Vương như vậy. Tiêu Chính Văn điềm nhiên cười, nói, đừng vội, cứ đợi đi. Quả nhiên, vừa dứt lời, cô trợ lý xinh đẹp người châu Âu liền bước đến, khẽ cười nói, anh Tiêu, mời anh tham gia hội nghị. Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh nhạt nhìn cô gái da trắng trước mắt, bảo Orison đích thân qua đây mời tôi. Một câu nói cũng khiến cho cô trợ lý có thân hình nóng bỏng ngẩn ra. Nghĩ ngợi một lát, cô ta vẫn quay người bước vào phòng hội nghị, nói với Orison, ông Orison, anh ta nói muốn ông đích thân qua mời. Nghe vậy, sắc mặt Orison lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ông ta nổi điên, gào lên, phắc, một tên vua Bắc Lương của Hoa Quốc nhỏ bé mà cũng dám hống hách như vậy. Thế nhưng, vừa dứt lời, Orison mới phát hiện ra tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều đang nhìn ông ta. Sau khi nhíu mày, Orison siết chặt nắm đấm, nhấc chân bước ra khỏi phòng hội nghị. Chẳng mấy chốc, ông ta đã đến trước mặt mấy người Tiêu Chính Văn, nói với thái độ cao ngạo và ngang ngược, vua Bắc Lương, hội nghị sắp bắt đầu rồi, mời cậu theo tôi vào trong. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn Orison rồi nói, ở Hoa Quốc của chúng tôi có một câu châm ngôn, cầu xin người khác thì phải có dáng vẻ đang cầu xin, Orison, thái độ của ông lúc này khiến cho tôi rất không thoải mái, tôi thấy mình không cần phải tham gia hội nghị này làm gì nữa. Cậu, Orison tức tới độ nổi cơn tam bành, hai mắt trợn trừng, hận một nỗi không thể ăn tươi nuốt sống luôn Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, vì hội nghị tiếp theo, ông ta đành phải cúi thấp cái đầu cao quý, nghiêm túc nói, khi trước thái độ của tôi không đúng, xin kính mời vua Bắc Lương theo tôi cùng tham gia hội nghị. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn, đứng dậy, đi lướt qua bên người Orison quay trở lại phòng hội nghị. Tiếp đó, hội nghị diễn ra trong nửa ngày thì đại diện các nước mới chia tay nhau ra về. Hội nghị lần này thảo luận về việc phân chia lại cục diện thế giới sau khi cường giả của 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ trở về. Bên trong đó đề cập tới rất nhiều nội dung, hơn nữa mọi người đều có những yêu cầu của riêng mình, vậy nên rất khó đạt được sự thống nhất. Đặc biệt là khi đại diện 11 nước liên kết lại, không ngừng chèn ép Hoa Quốc, khiến cho Tiêu Chính Văn phải nổi trận lôi đình mấy lần ngay tại hội nghị. Đến đây, hội nghị tạm dừng, ngày mai tiếp tục. Tiêu Chính Văn trở về khách sạn cũng phẫn nộ hạ lệnh, lập tức thông báo cho Bắc Lương điều động 100.000 quân Bắc Lương, chuẩn bị tốt để chiến đấu. Ngoài ra, thông báo với các chiến khu lớn khác, ngoài binh lực bảo vệ đường biên giới thì toàn bộ binh lực khác đều trang bị quân trang đi tập kết. Bản soái phải cho những tên ngông cuồng kia biết rằng bọn chúng không được phép sỉ nhục Hoa Quốc. Chương 950, 13 vị cường giả ngoài lãnh thổ. Vâng, thưa chủ soái. Long Nhất đáp, sau đó nhanh chóng đi thu xếp. Họ đều tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở phòng họp hôm nay. Đại diện của 11 nước lại muốn Hoa Quốc giao vùng biển Nam Tự và đảo Thủy Điếu ra. Thậm chí Orison của Mễ Quốc còn không biết xấu hổ nói muốn đóng quân trong biên giới Hoa Quốc, còn nói để bảo vệ sự ổn định Hoa Quốc, bảo vệ an toàn cho khu vực. Tiêu Chính Văn nghiêm khắc từ chối thẳng thừng trong cuộc họp. Nhưng Orison lại đe dọa sẽ cử 3 hạm đội tàu sân bay tự do hoạt động trên vùng biển Nam Tự. Thậm chí còn bắt tay với đế quốc mặt trời mở ra cuộc diễn tập quân sự,
định diễn tập ở vùng biển Nam Tự. Mà đế quốc mặt trời cũng định cử tàu sân bay mang số hiệu nữ vương của họ ra. Điều này khiến Tiêu Chính Văn vô cùng tức giận. Vùng biển Nam Tự là lãnh thổ của Hoa Quốc. Mặc dù Hoa Quốc thực hiện quyền tự do hàng hải nhưng nếu các nước khác hoạt động ở vùng biển Nam Tự với mục đích quân sự thì quân đội Hoa Quốc tuyệt đối sẽ không ngồi yên, càng không để các người thực hiện âm mưu của mình. Quân đội Hoa Quốc chắc chắn sẽ dùng mọi biện pháp kiên quyết ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn. Tiêu Chính Văn để lại mấy lời này ở cuộc họp sau đó tức giận rời đi. Đây cũng là nguyên nhân vừa nãy Tiêu Chính Văn phải điều binh. Sau khi cấp tốc thông báo với cấp dưới, Long Nhất nói với Tiêu Chính Văn, chủ soái đã truyền lệnh xuống cấp dưới rồi. Long Các trả lời sẽ ủng hộ quyết định của chủ soái, quân đội Hoa Quốc sẽ phối hợp với hành động của chủ soái vô điều kiện. Được, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng sắc bén, để tất cả những kẻ xâm lược đều chôn vùi ở biển Nam Tự đi. Trận chiến này tôi sẽ cho cả thế giới biết kẻ nào xâm lược Hoa Quốc thì phải chết. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự được canh phòng nghiêm mật, Orison và người của đế quốc Phá Lan, đế quốc Mặt Trời, đế quốc Chiến Xa đang tiến hành cuộc đàm phán bí mật. Hừ, tên vua Bắc Lương chết tiệt này dám năm lần bảy lượt sỉ nhục tôi, thậm chí còn đăng tin khai chiến với nước tôi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Orison rít một hơi xì gà rồi nhập một hớp rượu vang. Thân vương đế quốc Phá Lan cũng tức giận uống hết rượu vang trong ly nói, vua Bắc Lương này quá kiêu căng. Lần này chúng ta nhất định phải dạy cho Hoa Quốc một bài học khó quên. Đúng thế, 100 năm trước chúng ta có thể dẫm Hoa Quốc dưới chân thì 100 năm sau chúng vẫn là rác rưởi thôi. Tướng lĩnh đế quốc Chiến Xa có thân hình mập mạp cũng lộ ra vẻ mặt u ám. Được, lần này trận địa chủ yếu của chúng ta là vùng biển Nam Tự. Mễ quốc quyết định cử ra 3 nhóm tàu sân bay tác chiến, Orison nói, giọng điệu tràn đầy ý chí hiếu chiến. Đế quốc Phá Lan tôi phái một nhóm tàu sân bay tác chiến. Đế quốc Mặt Trời cũng cử ra một nhóm. Đế quốc Chiến Xa cử ra 2. Dứt lời, mọi người nhìn nhau bật cười, cùng cùng ly với nhau. 7 nhóm tàu sân bay tác chiến chắc chắn sẽ là nhóm tác chiến lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Lực lượng quân sự như thế đủ để phá hủy bất kỳ đất nước nào trên thế giới. À phải rồi, đã xác định thời gian trở về của các cường giả ở 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ chưa? Lúc này thân vương đế quốc Phá Lan hỏi. Orison nói, chắc là trong 3 ngày nay, 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ đã có động tĩnh rồi. Những cường giả bước ra từ trận chiến khốc liệt đang trên đường về. Nói đến đây, Orison cố ý ngừng lại một chút rồi nói. Hơn nữa theo suy đoán của các cường giả ngoài lãnh thổ đã về của chúng tôi thì lần này có tất cả 13 cường giả quay về, Mễ quốc tôi có 3 người. Ông ta nói thế khiến sắc mặt những người khác đều trở nên nghiêm túc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lần này Mễ quốc thế mà lại có 3 cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ cơ à? 10 người còn lại đó chia đều ra 11 nước thì có lẽ lần này sẽ có quốc gia không có cường giả quay về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Thế nên mọi người đều thầm đoán giả đoán non. Mễ quốc lại có thêm 3 cường giả quay về từ chiến trường ngoài lãnh thổ, đáng sợ thật đấy. Thực lực của Mễ quốc lại tăng thêm một cấp bậc. Lúc này sắc mặt của thân vương đế quốc Phá Lan hơi u ám hỏi, Orison, ông chắc chỉ có 13 người về thôi chứ, ít hơn lần trước nhiều thế. Những người khác cũng gật đầu đồng ý với suy nghĩ của thân vương. Quả thật cường giả quay về từ 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ lần trước có đến 28 người. Lần này khó mà tưởng tượng được thế mà chỉ có 13 người. Orison rít một hơi xì gà nói, những người đó nói với tôi 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ hiện giờ không bằng lúc trước nữa, cạnh tranh trong đó ngày càng khốc liệt. Dù là những nơi họ đã từng đi qua đều đã mất hết căn nguyên để họ nâng cao thực lực, muốn có được nhiều căn nguyên và cơ hội hơn. Muốn thực lực tăng lên cấp bậc cao hơn thì họ phải đi sâu vào những nơi xa hơn của chiến trường ngoài lãnh thổ, liên tục khai phá quy mô của chiến trường, không ngừng chiến đấu với những kẻ địch hung hãn và đáng sợ hơn. Đây cũng là lý do tại sao số lượng cường giả quay về từ chiến trường ngoài lãnh thổ lần nào cũng có thay đổi đáng kể như vậy, nhưng thực lực lại càng mạnh hơn. Các vị, nếu những người đó nói đúng thì trong số cường giả ở ngoài lãnh thổ lần này sẽ có cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao? Nghe Orison nói thế, những người ngồi trong đó đều hết sức kinh ngạc.
Cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao? Cũng đáng sợ quá đấy. Ông chắc chứ Orison. Tướng quân mập của đế quốc chiến xa cũng vội vã hỏi. Tin tức này quá chấn động với họ. Cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ là một sự kiện lớn. Cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ mạnh hơn các cường giả cùng cấp bậc khác rất nhiều. Cũng là cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao nhưng lại trở về từ chiến tường lãnh thổ thì sẽ có khả năng chém giết đẫm máu hơn những cường giả khác và có kinh nghiệm chiến đấu hung hãn. Bởi vì họ là những người từ chiến trường khốc liệt ngoài lãnh thổ trở về. Là người mỗi ngày đều trải qua những trận đấu tàn khốc và biển máu. Orison tự hào gật đầu nói, đúng thế, theo suy đoán của những người kia thì lần này các cường giả ngoài lãnh thổ quay về chắc chắn sẽ có cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao. Ôi! Mọi người đều hít sâu một hơi, sau đó đồng loạt nâng ly lên nói với Orison, chúc mừng Mễ Quốc đã có được cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao quay về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Ha ha! Orison bật cười mấy tiếng. Quả thật nếu có cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao về thì chắc chắn đó là người Mễ Quốc. Vì trên thế giới này cũng chỉ có Mễ Quốc mới có bản lĩnh đó. Thế nên mọi người đều hùa nhau nịnh nọt Mễ Quốc mấy câu. Orison, sau này còn phải dựa vào ông cả đấy. Thân vương đế quốc Phá Lan lấy lòng nói. Orison cười đáp, nói hay lắm. Các vị, thế giới mới đang chào đón chúng ta. Cùng nâng ly lên chúc mừng nào. Dứt lời, mọi người nâng ly lên, cả phòng đều vang lên tiếng cười vui vẻ. Một lát sau, thân vương đế quốc Phá Lan cười khẩy mở lời, nói như thế tôi bỗng nghĩ các cường giả quay về lần này chắc không có Hoa Quốc rồi. Ha ha ha, tôi cũng nghĩ thế đấy. Lần này e là Hoa Quốc mất mặt rồi. Nếu lần này Hoa Quốc không có ai quay về từ chiến trường ngoài lãnh thổ thì thực lực của chúng sẽ bị chúng ta vượt mặt. Mọi người mặc ý suy đoán cứ như đã xác định nhóm cường giả quay về lần này sẽ không có người Hoa Quốc. Quay lại bên Tiêu Chính Văn, lúc này sau khi bày bố xong nhiệm vụ chiến đấu, anh ra lệnh cho Long Ngao lập tức thông báo cho nhân viên của Điện Thần Long ở Mễ Quốc chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nếu hai ngày nay các nước do Mễ Quốc dẫn đầu đám bày bố lực lượng quân sự ở biển Nam Tự thì cứ xông thẳng vào văn phòng quốc hộ Mễ Quốc cho tôi. Vâng. Long Ngao kích động đáp. Chương 951, khai chiến. Hai ngày tiếp theo là thời gian cho các cuộc họp. Tổng cộng có 5 lần họp. Mỗi lần họp như vậy đều kết thúc không mấy vui vẻ. Mà càng về sau, 11 nước còn lại dường như đã ngấm ngầm đạt được một thỏa thuận cân bằng nhất định nào đó. Trong cuộc họp, bọn chúng không ngừng gây áp lực cho Hoa Quốc và Tiêu Chính Văn, thậm chí chúng còn đưa ra đủ mọi điều kiện và thỏa thuận bá quyền khác nhau. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, Tiêu Chính Văn đều tranh luận một cách có căn cứ và nghiêm khắc bác bỏ các thỏa thuận khác nhau do 11 nước đề xuất. Cho đến lần họp cuối cùng. Lúc này, bằng một thái độ chế nhạo, Orison nói với Tiêu Chính Văn đang trong cơn tức giận ở phía đối diện, vua Bắc Lương, đây là điều khoản thỏa thuận do 11 nước chúng tôi thương lược, chỉ cần cậu ký vào đây thì chúng tôi rất hoan nghênh Hoa Quốc gia nhập đại bản doanh của 11 nước chúng tôi, và trở thành một thành viên trong số chúng tôi. Bằng cách này, chúng ta có thể tạo ra một hiệp hội cấp cao 12 nước và hoàn toàn thống lĩnh thế giới. Thế nào, vua Bắc Lương, cậu có muốn suy nghĩ một cách nghiêm túc về điều tôi vừa đề cập không? Tiêu Chính Văn cầm bản thỏa thuận đọc lướt qua. Sau đó anh chỉ khịt mũi rồi đột ngột tức giận ném bản thỏa thuận xuống bàn và quát lên, bản thỏa thuận này, bản soái sẽ không ký. Hoa Quốc cũng sẽ không ký. Tương tự, hôm nay bản soái có mặt ở đây để tỏ rõ lập trường của mình với các vị. Nếu các vị muốn uy hiếp Hoa Quốc theo cách này thì sẽ là một sai lầm lớn. Hoa Quốc sẽ không sợ bất kỳ sự thách thức và mối đe dọa nào. Các vị, muốn đánh thì cứ việc đánh. Dứt lời, Tiêu Chính Văn tức giận xé bỏ bản thỏa thuận ngay trước mặt tất cả mọi người, rồi bỏ ra khỏi phòng họp. Nhìn Tiêu Chính Văn rời đi, sắc mặt Orison lập tức trở nên vô cùng u ám, ông ta tức giận đập bàn rồi quát lên, vua Bắc Lương chết tiệt. Đúng là không biết điều. Các vị hãy mau chóng thông báo cho quân đội của các vị lập tức xâm lược biển Nam Tự. Bắt đầu phát động chiến tranh với Hoa Quốc. Ông ta vừa dứt lời, đại diện của đế quốc Phá Lan, đế quốc Mặt Trời và đế quốc Chiến Xa cũng lần lượt gật đầu. Tiếp theo,
bọn chúng lập tức gửi điện báo cho các nhóm tàu sân bay tác chiến tương ứng trên biển của chúng và đồng thời đưa ra một chỉ thị. Lập tức tấn công biển Nam Tự. Nhóm tàu sân bay tác chiến, lập tức tiến về biển Nam Tự. Tấn công, vì đế quốc mặt trời. Cùng lúc những mệnh lệnh này được ban hành, toàn bộ biển Nam Tự đã hoàn toàn bị cuốn vào cơn bão chiến tranh tàn khốc. Trên biển Nam Tự, 7 nhóm tàu sân bay tác chiến gần như xâm nhập cùng một lúc. Tất cả các loại máy bay chiến đấu ầm ầm cất cánh từ trên tàu sân bay. Tất cả các loại tàu chiến cũng đang ra khơi. Mà lúc này, các tướng lĩnh của chiến khu Nam Lĩnh và chiến khu Bắc Lương cũng đang đứng trong 3 nhóm tàu sân bay tác chiến của mình. Họ dùng kính viễn vọng để theo dõi chặt chẽ việc bố trí lực lượng chiến đấu trên toàn bộ vùng biển Nam Tự. Lúc này, trên tàu Hoa Quốc, Long Nhị mặc một thân quân phục với vẻ mặt rất trịnh trọng. Anh ta nhìn lực lượng quân sự nước ngoài trên biển rồi tức giận gầm lên, đã tra rõ chưa? Rốt cuộc có bao nhiêu nhóm tàu sân bay tác chiến? Sau lưng anh ta, một sĩ quan đang nhìn vào màn hình vệ tinh rồi nói lớn, báo cáo tướng quân. Có tổng cộng 7 nhóm tàu sân bay tác chiến, gồm Mễ Quốc, Đế quốc Mặt Trời, Đế quốc Phá Lan và Đế quốc Chiến Xa. Long Nhị nghe vậy thì sắc mặt vô cùng khó coi. 7 nhóm tàu sân bay tác chiến. Anh ta nhanh chóng nhấc điện thoại vệ tinh, gọi vào số điện thoại của Tiêu Chính Văn, chủ soái. Tổng cộng có 7 nhóm tàu sân bay tác chiến. Sau 10 phút, bọn chúng sẽ tiến vào 100 hải lý. Tiến vào khu vực mục tiêu tấn công chiến đấu của chúng ta. Xin chủ soái hãy ra chỉ thị. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ở trong một căn phòng khách sạn ở Mễ Quốc, nghe Long Nhị báo cáo như vậy thì lửa giận lập tức cuồn cuộn trong mắt. Anh gầm lên cảnh cáo 7 nhóm tàu sân bay tác chiến của 4 nước. Nếu dám xâm phạm vào 50 hải lý thì trực tiếp khai chiến. Rõ. Long Nhị đáp lại, rồi sau đó nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Tất cả các nhóm tàu sân bay tác chiến và tàu chiến chú ý, theo chỉ thị mới nhất, lập tức phát radar điện tín cho 7 nhóm tàu sân bay tác chiến của đối phương. Nếu dám xâm phạm vào 50 hải lý đường bờ biển của biển Nam Tự của Hoa Quốc chúng ta thì trực tiếp khai chiến. Rõ. Trong chốc lát, các bộ phận tác chiến lập tức nhận được mệnh lệnh. Đồng thời, họ sử dụng tập trung các tín hiệu vô tuyến và radar để đưa ra cảnh báo mạnh nhất cho 7 nhóm tàu sân bay tác chiến đang ở nơi cách 100 hải lý trên biển Nam Tự. Chúng tôi cảnh báo tất cả các nhóm tàu sân bay tác chiến. Đây là vùng biển Nam Tự của Hoa Quốc, các người đã xâm phạm vùng biển Nam Tự. Bây giờ, quân đội Hoa Quốc đưa ra cảnh báo cuối cùng cho các người. Nếu các người dám xâm phạm vào 50 hải lý, Hoa Quốc sẽ bằng mọi giá tiêu diệt mọi kẻ thù xâm lược ngay tại vùng biển Nam Tự. Đây không phải là cảnh báo bằng lời nói suông, đây là lời cảnh báo cuối cùng mà quân đội Hoa Quốc đưa ra cho các người. Lặp lại một lần nữa. Nếu các người dám xâm phạm vào 50 hải lý, Hoa Quốc sẽ bằng mọi giá tiêu diệt mọi kẻ thù xâm lược ngay tại biển Nam Tự. Lúc này, trên 7 nhóm tàu sân bay tác chiến, tất cả các tướng lĩnh đều đã nhận được phát thanh cảnh báo do Hoa Quốc phát ra, tuy nhiên, bọn chúng đều cười chế nhạo. Một trong những tướng lĩnh hải quân của Đế quốc Mặt Trời, mặc quân phục màu xanh lam, trên vai gắn 3 ngôi sao vàng, ông ta cầm kính viễn vọng quan sát nhóm tàu sân bay tác chiến của Hoa Quốc cách đó 50 hải lý rồi cười khẩy, Hoa Quốc nhỏ bé mà cũng dám đưa ra cảnh báo đối với chúng ta. Nực cười, quá nực cười. Tướng quân. Vậy chúng ta có tiếp tục tiến lên phía trước không? Lúc này phó tướng bên cạnh mới cau mày hỏi. Tướng lĩnh hải quân của Đế quốc Mặt Trời chế nhạo nói, đương nhiên. Hoa Quốc lần nào cũng chỉ nói miệng mà thôi. Bọn chúng không dám nổ súng với chúng ta đâu. Bởi vì, chúng ta có tổng cộng 7 nhóm tàu sân bay tác chiến. Rõ. Phó tướng gật đầu, sau đó vẫy tay và hét lên, mau chóng xuất phát. Tướng lĩnh hải quân của Đế quốc Mặt Trời cũng gật đầu với vẻ tràn đầy tự tin. Hắn thậm chí còn nhấp vài ngụm rượu vang, chúc mừng thắng lợi sớm. Thế nhưng, khoảnh khắc bọn chúng vượt qua đường cảnh giới 50 hải lý. Trên tàu sân bay của Hoa Quốc, Long Nhị tức giận đùng đùng giống lên, khai hỏa. Bùm bùm bùm. Các tàu chiến của nhóm tàu sân bay tác chiến của Hoa Quốc đồng loạt phóng tên lửa lên bầu trời. Và sau đó nổ dữ dội vào nhóm tàu sân bay tác chiến của Đế quốc Mặt Trời. Cùng lúc đó, máy bay chiến đấu trên tàu sân bay cũng bay vút lên bầu trời, lập tức phát động tấn công dữ dội nhất vào nhóm tàu sân bay tác chiến của Đế quốc Mặt Trời. Bùm bùm bùm,
toàn bộ vùng biển hoàn toàn chìm trong biển lửa. Sự bùng nổ của các loại tên lửa, còn có súng máy của máy bay chiến đấu và tàu ngầm dưới biển đã phát động tấn công một cách ác liệt nhất. Trên tàu sân bay của đế quốc mặt trời, tướng lĩnh hải quân cũng bị tiếng nổ bất thình lình làm cho chấn động đến mức ngã xuống đất, rượu whisky trong tay cũng bị đổ vung vãi khắp người. Sau đó, ông ta đứng dậy rồi nói với vẻ mặt kinh hoàng, Hoa Quốc dám khai hỏa thật sao sao? Tướng quân, chúng ta phải làm sao đây? Vẻ mặt của phó tướng bên cạnh cũng tràn đầy căng thẳng và khiếp sợ. Bọn chúng vốn dĩ không muốn gây chiến, mà chỉ muốn răn đe và phô trương sức mạnh của mình mà thôi. Tuy nhiên, lần này Hoa Quốc lại không giống như mọi khi mà trực tiếp phát động tấn công dữ dội nhất vào bọn chúng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Rút lui, thông báo cho tất cả các tàu chiến, mau chóng rút lui. Tướng quân lập tức hét lên. Ông ta biết sợ rồi. Ông ta không dám đánh. Bởi vì, tất cả hỏa lực của nhóm tàu sân bay tác chiến của Hoa Quốc đều trút xuống nhóm tàu sân bay tác chiến của đế quốc mặt trời. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là toàn quân của bọn chúng sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Sau đó, có thể thấy trên toàn bộ vùng biển, nhóm tàu sân bay tác chiến của đế quốc mặt trời nhanh chóng quay đầu và rút lui. 6 nhóm tàu sân bay tác chiến còn lại chỉ theo dõi từ xa mà không hề có ý tiếp viện. Bởi vì, lúc này bọn chúng cũng đang vô cùng sửng sốt. Bọn chúng đang cấp tốc báo cáo lên cấp trên. Tướng quân, Hoa Quốc khai chiến rồi. Thân vương, xảy ra chuyện lớn rồi. Hoa Quốc đã khai chiến thật rồi. Chúng ta phải rút lui. Nơi này là vùng biển Nam Tự của Hoa Quốc, chúng ta không thể cầm cự nổi nếu tiếp tục chiến đấu ở đây. Nếu Hoa Quốc dốc toàn lực để tấn công thì chúng ta nhất định sẽ thua mất. Chương 952, Hẻm núi ma quỷ. Trong phút chốc, 7 nhóm tàu sân bay tác chiến nhanh chóng quay đầu chạy khỏi biển Nam Tự. Lúc này Long Nhị đứng trên tàu chiến hạm số hiệu của Hoa Quốc cầm kính viễn vọng quan sát động tĩnh trên mặt biển. Anh ta nhếch môi lập tức gọi cho Tiêu Chính Văn vui mừng nói, chủ soái, bọn chúng rút lui hết cả rồi. Tiêu Chính Văn đang ở trong phòng khách sạn ở thành phố Sanh Tần Mễ Quốc nghe được tin tức này cũng thở phào nói tốt, tăng cường tuần tra. Dứt lời, anh cúp máy nhìn Long Nhất và Long Ngao đang căng thẳng nói, chúng rút lui hết rồi. Ha ha ha, thuộc hạ biết ngay mà, lũ cường quốc nhát cái. Long Nhất mừng rỡ bật cười nói. Lúc này trong biệt thự, Orison và mấy tướng quân đang hội đàm bí mật. Ha ha ha. Lần này nhất định phải khiến Hoa Quốc biết kết cục của việc đắc tội với các nước chúng ta. Orison kiêu ngạo, đắc ý nói. Thân vương đế quốc Phá Lan cũng lạnh lùng cười đáp, đúng thế, cuối cùng Hoa Quốc vẫn quá yếu. Chỉ cần 7 nhóm tàu sân bay tác chiến của chúng ta dừng ở biển Nam Tự là chúng đã sợ run lẩy bẩy rồi. Ha ha ha, thân vương nói đúng lắm. Tướng quân đế quốc mặt trời cũng hùa theo. Nhưng thân vương đế quốc Phá Lan bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Thân vương, xảy ra chuyện rồi. Hoa Quốc đã khai chiến. Chúng đánh thật rồi, chúng tôi không thể không rút lui khỏi biển Nam Tự. Đầu bên kia điện thoại, một tướng quân sốt ruột nói. Nghe hắn nói thế, thân vương tỏ vẻ kinh ngạc và chần chừ nói, cậu nói gì? Hoa Quốc khai chiến ư, các cậu cứ thế mà chạy hả? Hết cách rồi thân vương. Chúng tôi chỉ đến để dọa Hoa Quốc thôi nên không trang bị vũ khí gì nhiều cả. Nhóm tàu sân bay tác chiến của chúng ta thì đã có 4 máy bay chiến đấu bị thiệt hại, nếu khai chiến trực diện với Hoa Quốc thì toàn bộ quân đội của chúng ta đều thất bại thảm hại. Tướng quân đó nói khá nhanh. Nghe thế, thân vương đế quốc Phá Lan tức giận ném điện thoại trong tay lên ghế sofa, mắng nhiếc, chết tiệt. Hoa Quốc chết tiệt, lại dám đánh chúng ta. Cùng lúc đó, đám người Orison cũng nhận được báo cáo của quân đội. Hoa Quốc khai chiến. Hỏa lực bao phủ. Hàng loạt tên lửa đạn đạo chiếm cả chiến trường. 7 nhóm tàu sân bay tác chiến đều rút lui khỏi biển Nam Tự. Cả phòng VIP bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Sắc mặt mọi người đều vô cùng u ám và khó coi. Nhục quá. Orison tức giận ném ly rượu xuống đất nói, 7 nhóm tàu sân bay tác chiến không hề bắn ra một quả đạn pháo hay tên lửa nào mà cứ thế rút lui. Đây là nỗi ô nhục lớn nhất, thất bại lớn nhất của liên minh chúng ta trong gần 100 năm nay. Chuyện này sẽ gây ra một làn sóng cực lớn trên trường quốc tế, sau này chúng ta còn đối mặt với thế giới thế nào,
làm sao làm bá chủ thế giới được nữa đây? Orison tức run người. Bảy nhóm tàu sân bay tác chiến cứ thế mà chạy trốn. Hoa quốc đáng sợ vậy à? Lúc này những lời đe dọa về quân sự trước đó đều hỏng bét. Bọn họ nhìn nhau, sau đó nhìn Orison hỏi. Orison, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hành động quân sự nhằm vào Hoa quốc thất bại rồi, tiếp theo là các cường giả ở ngoài lãnh thổ quay về, chúng ta xử lý thế nào? Nếu không được thật thì lần này cứ thế trước đã. Các cường giả ngoài lãnh thổ quay về mới là việc quan trọng nhất. Một vài người nhao nhao bàn luận. Orison im lặng một lúc mới hít sâu rồi nói, chỉ có thể tạm như thế trước, ngày mai là ngày các cường giả ngoài lãnh thổ quay về, tối nay chúng ta phải xuất phát đến hẻm núi Toran Cai Kê đón bọn họ. Ok, mọi người cùng đáp. Quay lại với bên Tiêu Chính Văn. Lúc này anh đang hội đàm với quân đội Hoa Quốc để tìm hiểu về tình hình liên quan. Sau khi cuộc hội đàm kết thúc, sắc mặt anh vẫn rất u ám, ánh mắt chứa sự sắc lạnh. Long Vương, xảy ra chuyện gì à? Lúc này Long Ngao đứng một bên căng thẳng hỏi. Tiêu Chính Văn đứng dậy, hai tay đút vào túi quần đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm bên ngoài nói, xuất hiện 5 cường giả chủ soái đỉnh cao và 3 cường giả cảnh giới thiên vương ở biên giới Hoa Quốc. Ôi! Anh vừa dứt lời, Long Ngao và Long Nhất đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sắc mặt vô cùng căng thẳng. Cường giả chủ soái đỉnh cao và cảnh giới thiên vương, họ muốn làm gì? Long Nhất vội hỏi. Tiêu Chính Văn cau mày, sắc mặt trở nên u ám nói, tạm thời vẫn chưa biết, họ đã dừng ở biên giới một ngày rồi. Theo tin tức mới nhất quân đội Hoa Quốc báo, họ đang đợi cơ hội. Cơ hội, cơ hội gì? Long Ngao nhíu mày hỏi. Một cơ hội tấn công Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. 5 cường giả chủ soái đỉnh cao và 3 cường giả cảnh giới thiên vương. Chiến lực này gần như có thể đánh bại các chiến khu lớn của Hoa Quốc. Thậm chí có thể đánh đến cổng thành ở ngoại thành Long Kinh. Tình hình này quá nguy hiểm và căng thẳng. Sắc mặt Long Nhất và Long Ngao đều trở nên khó coi. Sau đó Long Nhất đứng nghiêm nói, chủ soái, hay là tôi quay về trước? Tiêu Chính Văn cau mày lắc đầu nói, không cần đâu. Chỉ thị mới nhất mà Long Các đưa ra là chúng ta cứ tiếp tục ở đây đón các cường giả ngoài lãnh thổ, trong nước đã có Long Các và Thiên Tử lo. Lần này Thiên Tử đã mời 6 vị quốc lão xuất quan để ứng phó với tình hình trước mắt. 6 vị quốc lão? Nghe anh nói thế, Long Nhất và Long Ngao đều kinh ngạc. 6 vị quốc lão bế quan lâu lắm rồi, không ngờ lúc này lại xuất quan. Nói như thế bây giờ tình hình ở Hoa Quốc rất không bình thường. Tiêu Chính Văn cũng nhíu chặt mày, 6 quốc lão đều đã xuất quan có thể thấy tình hình hiện giờ của Hoa Quốc rất nguy hiểm. Nói cách khác, lần này các cường giả ngoài lãnh thổ quay về rất có khả năng sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Long Vương, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Long Ngao hỏi. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một hồi rồi hỏi, chuyến bay vào lúc mấy giờ? Long Ngao đáp, còn 2 tiếng nữa là chúng ta phải đến hẻm núi Toran Cai Kê. Cũng là hẻm núi ma quỷ. Tiêu Chính Văn nhíu mày hít sâu rồi nói, tạm thời cứ mặc kệ chuyện trong nước đi, làm tốt nhiệm vụ của chúng ta. Xuất phát thôi. Vâng. Dứt lời, 3 người ra khỏi khách sạn chạy thẳng đến sân bay quân dụng của Mỹ Quốc. Lúc này trong sân bay đã được canh gác rất nghiêm mật. Trên đường băng có mấy chiếc máy bay chuyên dụng. Người đại diện của 11 nước cũng đã đến đông đủ. Khi Tiêu Chính Văn đến thì người đại diện của 11 nước đang bí mật bàn bạc gì đó. Nhìn thấy mấy người Tiêu Chính Văn đến, họ cũng tỏ vẻ chế giễu. Tiêu Chính Văn cau mày, cũng không định nói gì với họ mà chỉ bình thản ngồi một bên. Gần 10 phút sau, mọi người lên máy bay để đến hẻm núi ma quỷ. Lúc ở trên không phận của hẻm núi ma quỷ, Tiêu Chính Văn nhìn xuống hẻm núi bị màn đêm bao phủ qua cửa sổ. Trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bị đè nén. Cả hẻm núi tĩnh mịch đến đáng sợ. Xung quanh không hề có sự sống. Hơn nữa còn có mùi máu tanh rất nồng. Từ trên nhìn xuống, cả hẻm núi như một cánh cổng lớn của ma quỷ muốn nuốt chửng cả đất trời, làm người ta có cảm giác rùng mình. Chương 953, đón cường giả ngoài lãnh thổ trở về. Không lâu sau, máy bay đáp xuống, mọi người đi bộ đến hẻm núi ma quỷ. Sau đó mọi người đều dừng lại cách hẻm núi ma quỷ 100 mét. Lúc này có rất nhiều máy bay chiến đấu đậu ở xung quanh,
xe thiết giáp và xe tăng được thả từ trên không xuống, còn có đội đặc chủng tác chiến. Hệt như đang bày thế trận chờ quân địch. Sau đó mọi người dựng lều ở gần đó chuẩn bị ngày mai đón các cường giả ngoài lãnh thổ trở về. Đêm khuya, ba người Tiêu Chính Văn ngồi trong lều bạt. Long Nhất nhìn lực lượng canh phòng bên ngoài, cau mày nói, chủ soái, e là đêm nay sẽ có chuyện bất thường xảy ra. Tiêu Chính Văn thờ ơ ngồi trên ghế, tay cầm một con dao găm, cười khẩy nói, đã xảy ra rồi đấy. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, con dao trong tay hóa thành một luồng ánh sáng sắc lẻm chói mắt đâm rách căn lều, xuyên qua màn đêm đâm vào một đội viên đặc chủng tác chiến đang ẩn nấp trên cây cách lều của Tiêu Chính Văn chưa đến 50 mét. Con dao găm đó dính một mảng máu đâm xuyên qua ngực hắn. Bịch, đội viên đặc chủng tác chiến đó rơi từ trên cây xuống. Lúc này các đội viên đặc chủng tác chiến mai phục ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này cũng ra hiệu chậm rãi rút lui. Sau đó đội trưởng đội đặc chủng tác chiến nhanh chóng chạy đến lều của Orison đứng nghiêm kính cẩn báo cáo, thưa ông Orison, chúng tôi đã bị phát hiện. Nghe thế, Orison tức giận quát, cái thứ vô dụng. Đội đặc chủng tác chiến đào tạo các cậu thế nào vậy hả? Các cậu là một đám vô dụng. Đội trưởng đặc chủng tác chiến đó cũng toát mồ hôi lạnh. Giải thích ông Orison, vua Bắc Lương đó quá mạnh, khả năng trinh sát của anh ta không phải là thứ chúng tôi có thể đối kháng, tôi khuyên ông nên hủy hành động tối nay, nếu không sẽ gây ra thương vong rất lớn đấy. Phác, tôi mới là tổng chỉ huy hành động lần này. Orison tức giận quát, các cậu phải nghe theo lệnh của tôi, phải tiến hành hành động. Đêm nay tên vua Bắc Lương kiêu ngạo đó nhất định phải chết ở hẻm núi ma quỷ này. Đội trưởng đội đặc chủng tác chiến nghe thế cũng sa sầm mặt mày, không thể không tiếp tục làm nhiệm vụ. Hắn xoay người rời khỏi lều, rồi nhanh chóng tập hợp người của mình lại, dùng tay ra hiệu sau đó lạnh lùng nói, lập tức hành động. Sột soạt, mấy chục đội viên đội đặc chủng tác chiến nhanh chóng ẩn nấp gần lều của mấy người Tiêu Chính Văn. Khi còn cách khoảng 20 mét, đội trưởng đội đặc chủng tác chiến giơ tay lên ra hiệu nói, nổ súng. Tạch tạch tạch. Tiếng súng liên thanh liên tiếp vang lên khắp cả hẻm núi yên tĩnh. Căn lều bị lửa bao trùm và phá hủy chỉ trong chốc lát. Ngừng bắn. 3 phút sau, đội trưởng đội đặc chủng tác chiến đó mới giơ tay ra hiệu ngừng bắn. Sau đó mấy đội viên đội đặc chủng tác chiến lập tức xông lên nhưng phát hiện trong lều đã không còn một ai. Không có người ư. Trán đội trưởng đội đặc chủng tác chiến ướt đẫm mồ hôi. Cũng ngay lúc này. Phía sau bọn họ bỗng vang lên tiếng bước chân và giọng nói lạnh như băng. Các anh đang tìm chúng tôi sao? Lúc này Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sự lạnh lẽo hiện lên giữa hai hàng lông mày. Đội trưởng đội đặc chủng tác chiến đó xoay người lại nhìn ba người đứng sau lưng họ, lập tức ra lệnh nổ súng. Nhưng, bụp, con dao quân đội nằm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn bắn ra phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt xoẹt qua trước mắt các đội viên đội đặc chủng tác chiến. Xoẹt, mười mấy đội viên đội đặc chủng tác chiến ôm cổ, máu bắn ra tung tóe, sau đó ngã xuống. Cùng lúc đó, hai người bên cạnh Tiêu Chính Văn cũng lao đến như mãnh hổ. Rầm rầm, các đội viên còn lại đều bị hai người đá văng ra xa. Có người chết ngay tại chỗ, có người bị văng ra xa mấy chục mét đập người vào xe tăng ở một bên, sau đó nôn ra máu mà chết. Tóm lại dường như chỉ trong tích tắc. Các đội viên của đội đặc chủng tác chiến này đều bị giết chết toàn bộ. Sau đó đội trưởng đó cũng sợ hãi, hoảng hốt giơ súng lên chĩa vào ba người trước mặt, thở hổn hển nói, phắc. Đừng qua đây, các anh mà bước qua đây tôi sẽ nổ súng đấy. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn không hề sợ, anh cất bước chậm rãi đi đến chỗ đội trưởng đó. Tạch tạch tạch, đội trưởng đó hoảng sợ đến mức bóp cò. Họng súng bật ra tia lửa. Mấy viên đạn bắn về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, tất cả những viên đạn đang bay đến dừng lại giữa không trung như bị một lực cản cực lớn chặn lại. Sau đó Tiêu Chính Văn siết chặt bàn tay. Những viên đạn ngừng đó đều bị bóp nát giữa không trung. Đây chính là sức mạnh đặc biệt của cường giả Thiên Vương. Là thứ sức mạnh mà người bình thường không thể với tới và chịu đựng được. Nhìn thấy cảnh tượng này. Đội trưởng đó sợ xanh mặt. Hắn vứt súng xuống, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng, Tiêu Chính Văn giơ tay lên,
mấy chục con dao găm trên thắt lưng của các đội viên đội đặc chủng tác chiến ngã trong vũng máu đó đều bay lên trên không. Sau đó Tiêu Chính Văn vung tay, những con dao găm đó cùng lúc bay đến đâm vào người đội trưởng đó, để lại mấy chục vết máu trên người hắn. Rầm, đội trưởng đó ngã xuống, chết rất thê thảm. Lúc này, đám người Orison dẫn theo lực lượng đặc chủng tác chiến được trang bị vũ khí đầy đủ chạy đến thì nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta giả vờ ngạc nhiên hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vua Bắc Lương, các cậu không sao chứ? Nhìn Orison giả vờ rất ra dáng, Long Nhất và Long Ngao chỉ muốn túm cổ giết ông ta ngay lập tức. Tiêu Chính Văn xoay người lại cau mày nhìn Orison, cười nhạt nói, không có gì, gặp phải một đám khủng bố thôi, tôi đã tự tay giết chết chúng rồi. Nghe thế, Orison gật đầu nói, nếu đã thế thì không làm phiền vua Bắc Lương nghỉ ngơi nữa. Thế này nhé, tôi để lại một đội đặc chủng tác chiến bảo vệ cho các cậu. Dứt lời, Orison để lại một đội đặc chủng tác chiến, sau đó xoay người rời đi. Lúc quay lại lều, Orison tức giận đấm mạnh lên bàn sắt, tức giận gầm gừ chết tiệt. Cái tên Tiêu Chính Văn này thế mà lại mạnh như thế. Lúc này một tướng quân Mễ Quốc bước vào. Ông ta là tổng chỉ huy của đội hộ tống vũ trang lần này, tướng quân Lauren. Tướng quân hai sao của Mễ Quốc. Orison, tại sao lại để binh sĩ của tôi mạo hiểm đâm đầu vào chỗ chết như thế hả? Lauren có thân hình vạm vỡ xông đến túm lấy cổ áo Orison, tức giận chất vấn. Orison vội giải thích, tướng quân Lauren đừng tức giận, tôi cũng không muốn như thế, tên vua Bắc Lương này quá mạnh. Tôi nghĩ một đội đặc chủng có thể âm thầm giết hết bọn chúng mà không ai biết. Ai ngờ vua Bắc Lương đó lại có tính cảnh giác cao đến thế chứ? Hừ! Lauren đẩy mạnh Orison ra, tức giận nói, Orison, tôi mong ông tự xử lý ổn thỏa, đừng có mà lấy đội đặc chủng tác chiến của tôi ra làm vật hy sinh. Nếu không người đầu tiên tôi bắn chết là ông đấy. Dứt lời, Lauren rời khỏi lều. Orison hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Đồng thời ông ta càng thêm căm hận Tiêu Chính Văn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Sáng hôm sau, mọi người rời khỏi lều chậm rãi đi đến lối ra vào của hẻm núi Ma Quỷ. Đến bây giờ mọi người mới nhận ra cả hẻm núi chỉ có một con đường sâu hun hút để đi vào bên trong. Đứng trước hẻm núi, ai nấy cũng đều cảm nhận được sự lạnh lẽo và không khí đẫm máu đáng sợ liên tục tỏa ra từ tận sâu bên trong. Thậm chí họ còn nghe được tiếng thét gào và tiếng hô giết. Đến rồi. Đôi mắt Tiêu Chính Văn bỗng lóe sáng nhìn chằm chằm vào lối ra vào và nơi sâu thẳm của hẻm núi. Chương 954, Cường giả Thiên Vương Các Kinh. Ngay sau đó, toàn bộ khu vực hẻm núi Ma Quỷ bắt đầu dâng trào luồng hơi thở ngột ngạt, giống như thần chết giáng xuống, từ trong sâu thẳm không ngừng tỏa ra. Ở ngoài cửa, đại diện của 20 nước và cả đoàn binh lính trang bị vũ trang cũng sững sờ, trên trán toát mồ hôi lạnh. Luồng hơi thở này thật đáng sợ. Giống như có quỷ thần sắp bước ra từ trong hẻm núi. Trong lòng mọi người đều bị bao trùm bởi cảm giác sợ hãi. Thậm chí, không ít người bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, mắt đờ đẫn, bắt đầu lùi lại một cách vô thức. Nhưng Tiêu Chính Văn, Long Nhất và Long Ngao vẫn chống lại được sự uy hiếp đáng sợ này. Vốn dĩ Long Nhất không chống đỡ nổi, vì dù sao anh ta cũng mới đạt đến cảnh giới chiến thần thiên cấp 4 sao. Còn luồng hơi thở tỏa ra từ trong hẻm núi này đã là luồng hơi thở của chủ soái đỉnh cao. Tiêu Chính Văn lập tức tỏa luồng hơi thở của mình ra để chống lại luồng hơi thở đáng sợ từ hẻm núi. Chủ soái, tôi nghĩ bên trong này rất không bình thường. Lúc này, Long Nhất sợ hãi nói nhỏ. Không phải là anh ta sợ. Mà đó là bản năng của con người. Đối mặt với sự sợ hãi của những thứ chưa biết, không phải ai cũng có thể khắc phục được. Tiêu Chính Văn cau mày, không nói gì, mà không ngừng chú ý tới động tĩnh ở sâu trong hẻm núi. Anh có thể cảm nhận được ở nơi sâu thẳm kia có hơn 10 hơi thở rất đặc biệt, đang từng bước đi về phía họ. Mười mấy luồng hơi thở này rất đặc biệt, rất mạnh mẽ, rất lạnh lẽo và tanh mùi máu. Giống như bước ra từ chiến trường có hàng triệu xác chết. Nhìn xung quanh, đại biểu và tướng quân các nước sợ toát mồ hôi lạnh, không ngừng nuốt nước bọt. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là người bình thường, căn bản không thể chịu nổi luồng hơi thở đáng sợ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng bước chân từ xa đến gần,
chậm chậm vang bên tai mọi người. Tiếng bước chân nặng trĩu, cứ như mỗi bước chân đều có thể dẫm nát núi sông. Vô cùng khí thế. Cho đến cuối cùng, ở khe núi sâu thẳm kia, mơ hồ xuất hiện mười mấy bóng đen, tất cả đều tràn ngập sát khí, bắt đầu bước ra từ khe núi. Bịch! Bóng người đầu tiên bước ra từ tăm tối, trên người mặc bộ quần áo cũng nhăn nheo, mang theo cả vết máu đáng sợ. Đó là một người đàn ông da trắng mạnh mẽ. Sắc mặt vô cùng u ám, sâu trong hốc mắt là đôi mắt xanh biếc, tràn ngập sát khí. Ông ta chỉ hờ hững liếc nhìn, nhưng mọi người đều đã cảm thấy sức ép đáng sợ. Loại sức ép này thật kinh khủng. Nhất thời, đám người Orison, bao gồm cả một đoàn binh kính của lực lượng vũ trang kia đều cung kính đặt tay lên tim, cúi người hét lên, chào mừng các kinh trở về. Chào mừng các kinh trở về. Chào mừng các kinh trở về. Tiếng reo hò phấn khích vang lên. Một vị cường giả thiên vương đã trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Còn là người của Mỹ quốc. Orison vô cùng kích động. Quả nhiên, mấy người kia đoán không sai. Lần này, nền tảng Mỹ quốc sẽ được củng cố vững chắc hơn, hùng mạnh hơn. Orison dẫn đầu đi thẳng lên, kính cẩn sai người đưa quần áo mới cho các kinh mặc vào. Các kinh chỉ hờ hững liếc mình đám người xung quanh, sau đó ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Tiêu Chính Văn, nhưng cũng chỉ là vài giây. Cùng lúc đó, những cường giả khác không ngừng bước ra khỏi hẻm núi sâu thẳm. Tất cả đều giống như quỷ thần. Tuy nhiên, bọn họ đều đứng sau các kinh cường giả thiên vương, dường như vô cùng tôn trọng ông ta. Tổng cộng có 13 người. Mỹ quốc có 3 vị cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Các kinh có thực lực thiên vương 1 sao. Còn 2 vị kia là chủ soái 6 sao đỉnh cao. Không có cường giả thiên vương huyền cấp 2 sao trở về, điều này khiến Orison hơi thất vọng. Nhưng điều khiến Orison vui mừng nhất là trong số 13 vị cường giả đến chiến trường ngoài lãnh thổ lần này, không có người của Hoa Quốc. Ha ha ha! Orison không nhịn được cười thành tiếng, kiêu ngạo nhìn Tiêu Chính Văn và hét lớn, vua Bắc Lương. Lần này, 13 vị cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ không có người của Hoa Quốc. Người của Hoa Quốc các cậu đúng là đồ vô dụng, đã chết hết trên chiến trường ngoài lãnh thổ rồi. Ha ha ha! Tôi đoán đúng rồi, Hoa Quốc quả nhiên càng ngày càng kém. Lần này hay rồi, cách biệt giữa Hoa Quốc và chúng ta đã tăng thêm 5 năm nữa. Cũng không biết lần sau, bọn họ còn có thể cử loại người nào đến chiến trường ngoài lãnh thổ đây. Đại diện và tướng quân của 10 nước khác cũng tràn ngập vẻ châm biếm. Đặc biệt là thân vương đế quốc Phá Lan nở nụ cười vô cùng đắc ý. Đế quốc Phá Lan của hắn cũng có một vị cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ, hơn nữa còn là chủ soái 6 sao. Vì vậy vị thân vương này vô cùng kiêu căng và ngạo mạn. Thậm chí còn chỉ thẳng vào mũi Tiêu Chính Văn, sỉ nhục Hoa Quốc đúng là lũ vô dụng. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn nhíu mày, giơ tay lên, tát thẳng vào mặt vị thân vương kia, khiến hắn bay xa chục mét, nặng nề ngã xuống đất. Thân vương lập tức ôm lấy bên má sưng tấy của mình, đứng dậy, tức giận chỉ vào Tiêu Chính Văn, hét lớn, chết tiệt. Mày dám đánh tao, Loren, giết hắn cho tôi. Thân vương vô cùng tức giận. Ngay sau đó, một người đàn ông vạm vỡ bước ra từ phía sau thân vương. Cả người cơ bắp cuồn cuộn, khắp người đều có vết sẹo. Đặc biệt là ở vị trí khóe mắt, có vết dao đáng sợ. Đây chính là vị cường giả chủ soái 6 sao trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ của đế quốc Phá Lan. Lúc này, trên người hắn tỏa ra luồng hơi thở đáng sợ, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, thân hình cao hơn Tiêu Chính Văn một cái đầu, cả người đầy sự áp bức. Tiêu Chính Văn nhíu mày, hơi ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng sừng sững như núi trước mắt. Khí thế thật mạnh mẽ. Nó còn đáng sợ hơn cả những vị chủ soái 6 sao bình thường. Đúng là tự tìm cái chết. Đối phương gầm lên, vung tay, đấm mạnh về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, giữa hai đầu lông mày đem theo cảm giác lạnh lẽo. Anh vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nói, chủ soái 6 sao vẫn chưa đủ tư cách hung tợn trước mặt bản soái đâu. Nói xong, hai mắt Tiêu Chính Văn phát ra tia sáng đáng sợ. Mà lúc này, cú đấm của Loren đã tràn đầy khí thế, lao về phía Tiêu Chính Văn. Cú đấm này thậm chí khiến quần áo trên người Tiêu Chính Văn bị thổi về phía sau,
ngay cả đất đá phía sau anh cũng bị lực đấm mạnh mẽ thổi tung lên. Cú đấm này đủ để phá núi. Tuy nhiên, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Tiêu Chính Văn chỉ hờ hững giơ tay lên, tung ra cú đấm hệt như vậy, không có động tác hoa mỹ, chỉ là đấm về phía trước. Bụp! Trong tích tắc, hai nắm đấm va vào nhau. Ban đầu, đại diện của người một nước đều cho rằng Tiêu Chính Văn đang tự sát. Thậm chí bọn họ còn nghĩ giây tiếp Tiêu Chính Văn sẽ tan xác. Nhưng cảnh tượng khiến bọn họ kinh ngạc lại là cú đấm của Tiêu Chính Văn đã đánh bay Loren. Cùng lúc đó, cánh tay của Loren nứt toác rồi nổ tung, máu chảy lênh láng. Một tiếng động lớn vang lên, Loren đập mạnh vào bức tường đá của hẻm núi phía sau, sau đó ngã xuống mặt đất. Mọi người chết lặng. Chương 955, giết thân vương. Loren là cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Cảnh giới chủ soái 6 sao. Thường phải mạnh hơn một cấp thì mới có thể đấu lại chủ soái 6 sao thông thường. Thế nhưng lúc này, Loren lại bị Tiêu Chính Văn đánh văng chỉ với một cú đấm. Thậm chí cả cánh tay đều gãy vụn. Cảnh tượng như vậy đã kích thích đôi mắt và trái tim của mọi người. Đặc biệt là tên thân vương đế quốc Phá Lan, lúc này sững sờ nhìn Loren bay ra xa, hai mắt trợn to như chuông đồng. Chuyện này không thể nào. Sao lại có thể như vậy chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Loren, cậu bị làm sao thế? Mau đứng lên cho tôi, giết chết hắn. Giết chết hắn, đế quốc Phá Lan chúng ta phải dồn toàn lực mới đưa được cậu vào chiến trường ngoài lãnh thổ, cậu không được thua. Không được làm mất mặt đế quốc Phá Lan, làm mất mặt nữ vương. Thân vương gầm lên, trong mắt ngập tràn vẻ dữ tợn. Lúc này, đại diện của 10 nước khác đều đang nhìn chằm chằm. Đây là một trò cười và sự sỉ nhục quá lớn. Loren cũng vội vàng bò từ trên mặt đất lên. Ôm lấy cánh tay nát vụn, trong mắt ngập tràn lửa giận. Hắn cũng không dám tin, mình ở chiến trường ngoài lãnh thổ, tham gia biết bao trận đấu nhưng vẫn chưa từng bị quân địch đánh bại chỉ với một cú đấm. Thế nhưng hôm nay, vừa mới trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ, chuẩn bị tham gia nghi thức chào đón long trọng, sắp trở về đế quốc Phá Lan để được hưởng những đãi ngộ như một anh hùng thì Loren lại bị một tên hoa quốc hạng soàng đánh bại chỉ với một cú đấm. Điều này khiến cho Loren vô cùng phẫn nộ, bỗng chốc trong lòng cũng bùng lên lửa giận ngút trời. Hắn gầm lên một tiếng, trầm giọng nói, phắc, cái thằng hoa quốc đáng chết, tao phải giết chết mày. Ngay sau đó, cơ thể Loren tỏa ra hơi thở điên cuồng, trên người cứ như đang bốc lên một lớp sương mù màu đen, đạp mạnh lên đất, đá một chân về phía Tiêu Chính Văn. Cú đá này mang theo sấm to sét lớn, giống như có thể đá văng luôn cả nửa chóp núi. Dầm ầm ầm, bên tai mọi người đều vang lên thanh âm xé toang không khí đầy bùng nổ từ cú đá của Loren. Ôi chao, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Loren này quá mạnh rồi. Có thể nói rằng cú đá này giống như hủy diệt cả đất trời. Nếu như binh lính vũ trang của một quân đoàn có mặt ở nơi này thì cũng sẽ bị cú đá này hạ gục toàn bộ. Thế nhưng, trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Tiêu Chính Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hai tay chắp sau lưng, điềm nhiên nhìn cú đá đang tiến lại gần của Loren. Kẻ tự đại thì phải trả giá. Loren gào lên một tiếng. Dầm. Cú đá này thuận thế lao nhanh về phía Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, một giây sau, khóe miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lùng điềm nhiên, đồng thời cử động chân, mạnh mẽ lao về phía trước, né được cú đá của Loren. Tiếp sau đó lại tiến lên, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào phần ngực và bụng của Loren. Những động tác này vô cùng linh hoạt, diễn ra chỉ trong nháy mắt. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Loren vốn đang tung cú đá về phía Tiêu Chính Văn lại bị đá văng ra xa mấy chục mét thêm lần nữa. Lần này rõ ràng còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Dầm một tiếng, cả người Loren bị đập lên bức tường đá ở một bên hẻm núi và lọt sâu vào bên trong. Cụ. Đồng thời, Loren phun ra mấy ngụm máu tươi, gục đầu xuống rồi ngất xỉu. Xung quanh mọi người đều im phăng phắc. Tất cả bọn họ đều chấn động vì đòn đánh này của Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là tên thân vương đế quốc Phá Lan, lúc này hắn thấy Tiêu Chính Văn bước từng bước về phía mình thì sợ tới mức kêu la gào khóc, không ngừng lùi về phía sau, trốn ra sau lưng đám binh lính, sợ hãi nhìn chằm chằm đối phương, gào lên, vua Bắc Lương. Cậu muốn làm gì?
Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, từng bước tiến lại gần, lạnh lùng nói, thân vương, Hoa Quốc có một câu châm ngôn, người không đụng đến ta thì ta cũng không đụng đến người, thân vương cứ năm lần bảy lượt tỏ ý muốn giết tôi, đương nhiên tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho thân vương. Nói xong, Tiêu Chính Văn xông lên phía trước, mấy chục binh lính đặc chủng trước mặt đều bị đánh bay ra xa. Ngay sau đó, anh giơ tay lên, túm thẳng lấy cổ của thân vương đế quốc Phá Lan. Trong nháy mắt, tên thân vương đế quốc Phá Lan đã bị Tiêu Chính Văn nhấc lên từ trên mặt đất. Lúc này, mặt của tên thân vương đế quốc Phá Lan đã đỏ bừng lên, không ngừng giãy giụa, dặn ra một câu từ trong cổ họng, phắc. Vua Bắc Lương đáng chết, buông tao ra, buông ra, mày làm như vậy là đắc tội với đế quốc Phá Lan, đắc tội với cả vương thất. Tiêu Chính Văn cười khẩy, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nói, bản soái không sợ đế quốc Phá Lan. Bất cứ ai khiêu chiến bản soái, khiêu chiến Hoa Quốc thì đều phải nhận sự trừng phạt nên có. Nói xong, Tiêu Chính Văn dồn lực vào tay. Rắc một tiếng, Tiêu Chính Văn bẻ gãy cổ của tên thân vương đó, tiện tay quăng hắn ra bên cạnh. Tên thân vương nằm trên mặt đất, trợn trừng hai mắt, há hốc miệng, hoàn toàn mất đi cơ hội sống. Trong nháy mắt, không gian xung quanh chỉ còn lại sự yên lặng chết chóc. Tất cả mọi người còn lại đều không dám tin vào cảnh tượng mà mình nhìn thấy trước mắt. Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương của Hoa Quốc lại bẻ gãy cổ của thân vương đế quốc Phá Lan. Khủng bố! Quá khủng bố rồi! Như vậy thì Hoa Quốc và đế quốc Phá Lan không phải sẽ một mất một còn hay sao? Lúc này, những đại diện đế quốc Phá Lan còn lại cũng hoàn toàn kinh ngạc và sợ hãi. Thân vương! Thân vương! Cậu dám giết thân vương của chúng tôi ư? Đế quốc Phá Lan chúng tôi phải khai chiến với Hoa Quốc mấy người? 4. Năm đại diện đế quốc Phá Lan căm phẫn, lửa giận ngút trời, chỉ vào Tiêu Chính Văn và không ngừng gào mồm lên. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn nhíu mày, giữa trán lóe lên sát khí sắc lạnh, vung tay lên, con dao quân đội năm cạnh lao vút ra, giết sạch toàn bộ những người đại diện đế quốc Phá Lan còn lại. Trong nháy mắt, 4. Năm tên đó đều ngã trên vũng máu. Thủ đoạn bá đạo như vậy thật sự khiến cho trong lòng mấy người Orison chấn động không thôi. Quá điên cuồng. Nói chuyện không hợp đã giết chết hết toàn bộ đại diện của đế quốc Phá Lan. Cả hẻm núi đều tĩnh lặng. Sau khi trầm mặc trong chốc lát thì Orison phẫn nộ gào lên, vua Bắc Lương. Cậu đã phạm phải tội lớn tày trời rồi. Cậu dám giết chết thân vương và đại diện của đế quốc Phá Lan sao? Tiêu Chính Văn bực bội hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Orison. Ánh mắt này khiến cho cả người Orison trở nên run rẩy, nội tâm vô cùng thấp thỏm. Bây giờ Tiêu Chính Văn cứ giống như một thần chết, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng Orison. Cậu muốn làm cái gì? Orison hoang mang, lùi về phía sau mấy bước. Vào lúc Tiêu Chính Văn chuẩn bị ra tay, Các Kinh vẫn luôn khoanh tay trước ngực chứng kiến tình thế lạnh lùng nói một câu, cậu chính là vua Bắc Lương của Hoa Quốc sao? Tiêu Chính Văn cau mày, quay đầu lại nhìn Các Kinh, điềm nhiên nói, có vấn đề gì sao? Các Kinh nở nụ cười lạnh lùng nói cậu rất mi anh, thế nhưng, đây không phải nói để cậu dở trò ngang ngược. Cậu giết thân vương và đại diện đế quốc Phá Lan, tôi không can dự. Tuy nhiên, nếu như cậu muốn ra tay với đại diện mế quốc của tôi thì tôi sẽ giết chết cậu. Trong nháy mắt, tình thế liền trở nên vô cùng căng thẳng. Mùi thuốc súng nồng nặc bao phủ giữa Tiêu Chính Văn và Các Kinh. Con hẻm núi lập tức nổi lên một trận gió rét lạnh vô cùng khủng khiếp. Tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn mình bắt đầu run rẩy, giống như đang đứng ở trung tâm mắt ba ó. Chương 956, Tiêu Chính Văn giao đấu với Các Kinh. Tiêu Chính Văn nhíu mày, ánh mắt bừng lên ý chí chiến đấu, nhìn Các Kinh nói, thế ư? Bản soái cũng đang muốn so tài với cường giả thiên vương trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ đây. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đạp chân nghênh tiếp Các Kinh. Rắc! Âm thanh nứt vỡ dày đặc, như tiếng thủy tinh bị rạn nứt. Hào quang phát ra giữa hai người đã vỡ tan hoàn toàn. Trận đánh hết sức căng thẳng. Sắc mặt của Các Kinh sa sầm đến cực điểm, ông ta không ngờ mình vừa trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ lại gặp phải đối thủ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt như vậy. Mày đang tự tìm đến cái chết. Các Kinh lạnh lùng nói, mỗi câu mỗi chữ đều mang sát khí ngút trời.
cả hẻm núi đều bị nhấn chìm bởi khí thế cuồn cuộn như sóng thần của Tiêu Chính Văn và các kinh. Tất cả mọi người đều đang liều mạng trốn chạy khắp nơi. Bọn họ không muốn bị cuốn vào trận đánh này. Đây chính là trận đánh giữa hai vị thiên vương, chỉ cần sơ sẩy một chút, bọn họ sẽ bị cuốn vào và biến thành một cái xác. Chẳng mấy chốc, cả hẻm núi chỉ còn lại hai người là Các Kinh và Tiêu Chính Văn. Đoàn binh lính của Mễ Quốc, đại diện các nước và Long Nhất, Long Ngao đều nấp ở sườn dốc cạnh đó của hẻm núi, quan sát gắt gao từng động tĩnh ở bên dưới. Chủ soái sẽ không sao chứ? Long Nhất lo lắng hỏi. Long Ngao cau mày, ánh mắt nặng nề, lắc đầu nói, sẽ không đâu. Tôi tin tưởng Long Vương. Nhưng Orison lại lạnh lùng cười nói, hừ. Các Kinh là cường giả thiên vương đấy. Cường giả thiên vương trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Cho dù vua Bắc Lương có thực lực của một thiên vương, thì cũng không phải là đối thủ của Các Kinh. Nghe vậy, Long Nhất và Long Ngao cùng nhíu mày, vẻ mặt lạnh băng, trừng mắt hung dữ nhìn Orison. Dầm! Đột nhiên, có một âm thanh chấn động trời đất vang lên từ hẻm núi. Như sấm sét, như một vụ nổ. Tất cả mọi người cúi xuống nhìn, thì thấy hai bên đã ra tay. Các Kinh xông về phía Tiêu Chính Văn đầu tiên, cả người biến thành một luồng ánh sáng trắng tinh, chớp mắt đã tung một đòn vào Tiêu Chính Văn. Lúc đó, Tiêu Chính Văn nhướng mày, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng. Quá nhanh! Không hổ là cường giả thiên vương trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Lực ra đòn đúng là rất mạnh. Hơn nữa, trong khoảnh khắc xông lên, dường như trên người ông ta còn mang theo khí thế đẫm máu của kẻ sát nhân. Nếu là cường giả thiên vương bình thường thì có lẽ kẻ thắng cuộc đã được định đoạt sẵn trong cuộc chạm trán này. Nhưng Tiêu Chính Văn gần như đã phản ứng lại cùng lúc với đối phương. Anh bỗng đạp chân, mặt đất bị nứt toác mấy mét, sau đó cả người biến thành một làn ánh sáng màu vàng, đồng thời tung đòn mạnh mẽ vào Các Kinh. Dầm! Hai đòn va chạm, lấy hai nắm đấm làm trung tâm. Một lực chấn động cực lớn phát ra bốn phía. Tiếng rầm vừa rồi cũng là âm thanh chấn động khi hai nắm đấm va chạm vào nhau, giống như vụ nổ của tên lửa hành trình. Mà điều càng kinh khủng hơn là sức công phá của cú va chạm đã khiến đất đá xung quanh bị nổ tung. Trong nháy mắt, một cơn bão cát vàng rực dâng lên tràn ngập cả hẻm núi. Đám người đứng tại sườn đá của hẻm núi cũng bị bay ra hàng chục mét bởi sức công phá này. May mà Long Nhất và Long Ngao còn có chút năng lực, có thể ổn định được cơ thể. Nhưng Long Nhất phải lùi lại mười mấy bước mới đứng vững được. Long Ngao thì lùi lại hai bước, giơ tay che mắt khỏi cát bụi, cẩn thận nhìn xuống hai người đang đánh nhau phía dưới. Còn Orison, những đại diện của các nước và đám binh lính thì hoàn toàn như những chiếc thuyền nhỏ bị cuốn ra ngoài đại dương bao la. Những người còn lại trên sườn núi đều là cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Lúc này, trong số bọn họ có vài người đột nhiên nhìn sang Long Nhất và Long Ngao với ánh mắt đằng đằng sát khí. Long Ngao cau mày, cơ thể tỏa ra khí thế của chủ soái năm sao. Điều này khiến những gã đang nhìn anh ta chòng chọc phải nhíu mày, thu lại khí thế. Sau đó, đám người nhìn xuống hẻm núi. Hừ, vua Bắc Lương của Hoa Quốc ư, lần đầu nghe nói, có lẽ là người xuất hiện sau khi chúng ta bước vào chiến trường ngoài lãnh thổ. Không ngờ, Hoa Quốc lại xuất hiện nhân vật như vậy. Chưa từng trải qua lễ rửa tội tương sát của chiến trường ngoài lãnh thổ mà có thể đạt tới cảnh giới thiên vương. Vậy thì đã sao chứ? Có Các Kinh ra tay, cho dù Hoa Quốc có cử tới hai cường giả thiên vương một sao cũng phải chết. Đừng quên rằng lần này vốn dĩ có 16 người có thể quay về. Nhưng có Các Kinh ra tay, khiến ba cường giả của Hoa Quốc phải lưu lại chiến trường ngoài lãnh thổ. Còn lại 11 cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ có cảnh giới chủ soái khác nhau, lúc này đang thảo luận không hề giấu giếm. Long Ngao và Long Nhất nghe những lời này đột nhiên tức giận tới cực điểm. Cái gì? Hoa Quốc vốn có thể có 3 cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Nhưng đều bị Các Kinh đánh chặn. Dầm! Lửa giận ngập trời. Long Nhất siết chặt nắm đấm, lao ra muốn giết người. Nhưng Long Ngao ngăn cản ngọn lửa giận của Long Nhất, lắc đầu trầm giọng nói, đừng manh động. Chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Những cường giả ngoài lãnh thổ cười lạnh lùng nhìn Long Nhất và Long Ngao, khiêu khích nói, muốn ra tay ư, cứ việc. Người Hoa Quốc đều là một lũ nhát gan.
trên chiến trường ngoài lãnh thổ, các người là một lũ không biết xấu hổ. Hừ, sợ đếch gì bọn người Hoa Quốc. Mau nhìn đi, các kinh chiếm ưu thế rồi. Cùng với tiếng hô của một trong đám người, tất cả đều nhìn xuống hẻm núi. Lúc này, trong hẻm núi, các kinh đã chiếm lợi thế, một cú đá đã khiến Tiêu Chính Văn bay ra hàng chục mét, nặng nề lăn xuống đất. Tiêu Chính Văn đưa tay lên lau vết máu trên khóe miệng, nhanh chóng đứng lên, ánh mắt anh sắc bén tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn các kinh trước mặt đã cởi bỏ áo ngoài, lộ ra cơ bắp rắn chắc và cơ thể đầy vết sẹo. Cơ bắp trên cơ thể các kinh nổi lên cuồn cuộn, trông có vẻ hơi đáng sợ. Hơn nữa, khí thế trên người ông ta tiếp tục tăng lên, cơ bắp không ngừng nở ra, cơ thể ông ta cường tráng gấp đôi trước đó. Ánh mắt các kinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, cười khẩy nói, vua Bắc Lương. Tao nhớ kỹ mày rồi, mày là kẻ không đến chiến trường ngoài lãnh thổ mà vẫn đạt đến cảnh giới thiên vương, kẻ đầu tiên khiến tao không thể không đánh. Mày rất mạnh, đáng tiếc, mày không nên đắc tội với tao, không nên đối địch với Mễ Quốc. Hôm nay mày sẽ phải chết ngay tại đây. Dứt lời, âm thanh lách cách vang lên, cơ bắp trên người các kinh đã giãn nở tới cực điểm. Những đường gân cơ bắp và tĩnh mạch uốn lượn rất phô trương, khiến lòng người run sợ. Các kinh bấy giờ, cực kỳ cao lớn, tràn đầy cảm giác bức bách. Các cường giả trên sườn núi cũng cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ, tên vua Bắc Lương đó lại buộc các kinh phải bày ra thế chiến đấu như này. Xem ra, Hoa Quốc có cường giả thật. Chỉ tiếc là các kinh đã bày ra tư thế chiến đấu này rồi thì kẻ địch chết là cái chắc. Các kinh trung quy vẫn là các kinh, không hổ danh với cái tên ma vương của chiến trường ngoài lãnh thổ. Chương 957, vẫn còn cường giả trở về sao? Ngay khi mấy người đó đang bàn luận sôi nổi thì trong hẻm núi, các kinh đã bắt đầu có động tĩnh. Khí thế trên người ông ta đột nhiên tăng vọt, sức mạnh của cảnh giới thiên vương lan ra toàn bộ hẻm núi. Kiểu uy hiếp kinh hoàng đó khiến tất cả những ai đang theo dõi trận đấu đều cảm thấy rợn tóc gáy, thậm chí cả người đều run bần bật. Những người bình thường như Orison đều sợ hãi đến mức quỳ xuống và không thể không bò lăn ra đất. Loại sức mạnh này quá kinh khủng. Lúc này, các kinh vặn cổ, siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên sát khí kinh người, ông ta nói với Tiêu Chính Văn, tiếp theo, mày hãy tận hưởng niềm vui chiến đấu đi. Bùm! Vừa dứt lời, các kinh đã lao ra. Giây phút đó, bóng người của ông ta còn nhanh hơn cả tia chớp. Ngay khoảnh khắc ông ta lao đến, mặt đất bị dẫm thành những rãnh nứt đáng sợ. Cùng lúc đó, cú đấm của các kinh trong tích tắc đã từ trên trời giáng xuống và nổ về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cau chặt lông mày. Nhanh quá, mạnh quá. Một cú đấm này, anh chỉ có thể né tránh một cách bị động. Hoàn toàn không có thời gian để chống lại. Cú đấm này của các kinh nện thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu hình tròn, khiến cho đá vụn văng khắp xung quanh. Tiêu Chính Văn đã né được nó một cách miễn cưỡng. Tuy nhiên, ngay sau đó, những cú đấm mạnh mẽ dồn dập của các kinh liên tục nện về phía Tiêu Chính Văn. Bùm bùm bùm. Cả hẻm núi đều là âm thanh va chạm của những cú đấm. Chỉ trong chốc lát mặt đất đã bị nổ tung thành hàng trăm hố sâu. Về phần Tiêu Chính Văn, mặc dù lần nào anh cũng có thể tránh được, nhưng càng về sau, anh càng cảm thấy bất ngờ và mệt mỏi. Trạng thái chiến đấu của các kinh quá mạnh mẽ quá hung dữ. Đây là cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ sao? Vua Bắc Lương của Hoa Quốc, mày chỉ biết chạy trốn như vậy thôi sao? Các kinh gầm lên. Ngay lập tức. Ông ta nện một đấm và nổ tung về phía trước. Với cú đấm này, Tiêu Chính Văn lo lắng né tránh, cả người nhanh chóng lùi về phía sau mười mấy mét. Anh nhìn chằm chằm vào các kinh ở phía đối diện với ánh mắt lạnh băng. Các kinh cũng nhìn anh chằm chằm, trên người mang theo sự thù địch và sát khí ngút trời, ông ta nói, Hoa Quốc chỉ toàn những kẻ hèn nhát. Một kẻ nhát gan như mày không xứng trở thành chủ soái của chiến khu Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn nhíu mày, anh đột ngột bước ra, sức mạnh của cảnh giới thiên vương trên người anh lập tức bộc phát. Lúc này, sức mạnh trên người Tiêu Chính Văn trực tiếp đối đầu với sức mạnh trên người các kinh. Người Hoa Quốc không phải kẻ hèn nhát, nếu ông muốn đánh thì tôi sẽ đánh với ông đến cùng.
Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, rồi chủ động tấn công về phía trước. Bùm! Ngay lúc đó, cả người Tiêu Chính Văn tràn ngập sát khí khủng khiếp, giống như một thanh kiếm sắc bén, lao thẳng về phía Các Kinh. Các Kinh chế nhạo, muốn chết hả? Trong tích tắc, ông ta cũng bổ nhào ra. Bùm bùm bùm! Hai người đột nhiên bắt đầu một trận chiến khốc liệt. Mỗi một cú đấm đều nện thẳng vào cơ bắp. Mỗi một cú đấm đều đủ để mở núi. Mỗi một cú đá đều đủ để khiến cho mặt đất phải rung chuyển. Toàn bộ trận chiến kéo dài trong 10 phút. Sau một tiếng nổ, hai người đột nhiên tách ra. Cả người Tiêu Chính Văn đều là dấu vết của những nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, anh giơ tay lau vết máu tràn ra ở khóe miệng. Các Kinh ở phía đối diện đương nhiên cũng không khá hơn là bao, khóe miệng hốc mắt đều là máu tươi. Ông ta rất tức giận. Ông ta chưa bao giờ gặp phải đối thủ khó nhằn như vậy trên chiến trường ngoài lãnh thổ. Không ngờ, sau khi rời khỏi chiến trường ngoài lãnh thổ, ông ta còn có thể gặp phải một sự tồn tại gai góc như Tiêu Chính Văn. Trên chiến trường ngoài lãnh thổ, Các Kinh còn có danh hiệu là Ma Vương. Kẻ địch chết trong tay ông ta, dù không đến 10.000 thì cũng có đến vài nghìn. Không ngờ, tao đã đánh giá thấp mày. Vua Bắc Lương, mày quả nhiên rất mạnh. Một cường giả như mày cũng coi như có chỗ đứng ở chiến trường ngoài lãnh thổ. Các Kinh lau vết máu trên khóe miệng, lộ ra vẻ mặt giễu cợt đáng sợ, ông ta nói, thật đáng tiếc. Hôm nay, mày chắc chắn phải bỏ mạng ở chỗ này. Người có sức mạnh như mày, nếu không phải là người của Mễ Quốc tao, thì nhất định phải bị diệt trừ. Huống hồ, mày còn là người Hoa Quốc. Dứt lời, khí thế trên người Các Kinh đột nhiên bị áp chế. Tiêu Chính Văn cau mày cười khẩy, trong từ điển của bản soái không có từ chết. Nói xong, Các Kinh đã tấn công. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chính Văn chẳng những không rút lui mà còn tiến lên, anh cũng lao về phía trước. Bùm! Hai người va vào nhau, nắm đấm cũng va chạm, hai chân cũng đá mạnh vào nhau. Toàn bộ trận chiến đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Trên sườn núi, các cường giả trên chiến trường ngoài lãnh thổ, lúc này cũng cau mày nói. Không ngờ vua Bắc Lương này lại hùng dũng như vậy, có thể chiến đấu bất phân thắng bại với Các Kinh. Vậy chúng ta phải làm gì? Có cần phải ra tay không? Chờ đã, Các Kinh có thể ứng phó được. Trong lúc mấy người đó đang bàn tán thì trong hẻm núi, Các Kinh và Tiêu Chính Văn đã đấu với nhau hàng trăm hiệp. Cả người bọn họ đều bị thương. Lúc Tiêu Chính Văn vung tay lên, con dao quân đội năm cạnh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo bật ra, rồi đâm thẳng về phía ngực của Các Kinh. Nhìn thấy cảnh này, Các Kinh lập tức giơ tay và nắm về phía trước. Trong phút chốc, con dao quân đội năm cạnh đang đâm đến bỗng bị một sức mạnh vô hình kẹp chặt, không thể tiến thêm dù chỉ nửa tấc. Cùng lúc đó, Các Kinh gầm lên, ông ta giơ tay lên. Tất cả dao găm trên thắt lưng của binh lính vũ trang đang vây xem trên sườn núi đột nhiên bật ra, đồng loạt đâm thẳng vào Tiêu Chính Văn. Thấy vậy, Tiêu Chính Văn cũng phóng xuất ra sức mạnh thiên vương của mình, anh vung tay lên, chống lại Các Kinh. Trong lúc kinh ngạc, tất cả dao găm đều dừng lại giữa không trung và rung lắc không ngừng. Mỗi khi Các Kinh tiến lên một bước, những con dao găm đó lại đâm về phía trước một mét. Đồng thời khi Tiêu Chính Văn rút lui về phía sau một bước, những con dao găm đó lại đâm tới trước mặt anh một mét. Không chịu thua kém, Tiêu Chính Văn giơ tay mang theo áp lực kinh người, bước mạnh về phía trước mấy bước. Những con dao găm đó đột nhiên đổi hướng và đâm thẳng vào Các Kinh. Cảnh tượng đó khiến cho mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Orison và những người khác đều ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm từ lâu. Những cảnh tượng như vậy sớm đã vượt ra khỏi phạm vi suy nghĩ của bọn chúng. Đây là thực lực của cường giả thiên vương sao? Quá kinh khủng! Chết đi! Đột nhiên, Các Kinh hét lên, từ cơ bắp toàn thân ông ta bùng nổ ra một sức mạnh vô cùng khủng bố. Những con dao găm đang dừng lại giữa không trung kia cũng bất ngờ bắn về phía Tiêu Chính Văn. Sắc mặt Tiêu Chính Văn nghiêm trọng, cơ thể lùi mạnh ra phía sau. Đồng thời vung tay lên, mạnh mẽ kéo lại con dao quân đội năm cạnh. Con dao quân đội năm cạnh đã quét thành một vòng cung giữa không trung.
tiếng leng keng vang lên không dứt. Những con dao găm đó bị con dao quân đội năm cạnh chém chúng, bay thẳng ra ngoài, rồi bắn vào vách đá xung quanh, để lại những dấu vết kinh người. Những cường giả ngoài lãnh thổ đứng trên sườn núi nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt đều tối sầm lại, họ chỉ đưa mắt nhìn nhau. Cùng ra tay thôi. Vua Bắc Lương này thật sự quá mạnh mẽ. Đúng vậy, không thể để cho một nhân vật như vậy xuất hiện ở Hoa Quốc được. Trong khoảnh khắc, 11 cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ còn lại, lao thẳng xuống hẻm núi, đứng bên cạnh các kinh. Bỗng chốc, 12 luồng sức mạnh kinh khủng ngút trời bao trùm lên toàn bộ hẻm núi. Long Nhất và Long Ngao cũng lập tức nhảy xuống hẻm núi, đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, bọn họ nhìn chằm chằm 12 bóng người ở phía đối diện với vẻ mặt cảnh giác. Đối mặt với 11 cường giả chủ soái cấp 5 sao, 6 sao, còn có một các kinh chiến đấu bất phân thắng bại với Tiêu Chính Văn. Đột nhiên, Tiêu Chính Văn, Long Nhất và Long Ngao cảm nhận được một loại áp lực và mối đe dọa chưa từng có. Hôm nay, vua Bắc Lương mày buộc phải chết. Các linh gầm lên. Bùm! Trong khoảng khắc 12 bóng người bất ngờ lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn và hai người còn lại. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, ba luồng sức mạnh đáng sợ khác đột nhiên dâng lên từ sâu trong hẻm núi. Ba luồng sức mạnh này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Đặc biệt là đám người các kinh, tất cả bọn chúng đều mang một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Chiến trường ngoài lãnh thổ vẫn còn những người sắp trở về sao? Chương 958, Lâm Long. Trong nháy mắt, cả hẻm núi ma quỷ đều bị ba luồng hơi thở ngút trời bao phủ. Đặc biệt là nơi sâu trong hẻm núi, ba luồng hơi thở dâng lên giống như làm khuấy đảo cả đất trời. Rõ ràng chỉ có ba luồng hơi thở, thế nhưng lại đủ để đối chọi với khí thế trên người 11 người các kinh. Lúc này, sắc mặt của đám người các kinh đều vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ quay người, nhìn về nơi sâu thẳm u tối bên trong hẻm núi. Cộp! 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 Tiếng bước chân mạnh mẽ dần dần vang lên từ sâu trong hẻm núi, càng lúc càng rõ ràng, ngày càng nặng nề, khí thế ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí, tiếng bước chân này cứ giống như đang dẫm lên trái tim của mọi người, khiến cho bọn chúng máu huyết trào dâng, da đầu tê dại. Luồng sức mạnh quá đáng sợ. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không khỏi nhíu chặt mày. Chiến trường ngoài lãnh thổ vẫn còn có người trở về sao? Lúc này, sắc mặt của mấy người các kinh là tệ nhất. Bởi vì ông ta đã cảm nhận được, ba luồng hơi thở này vô cùng quen thuộc. 11 cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ khác cũng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng hốt hoảng. Nguy rồi, bọn chúng vẫn chưa chết ở cấm địa tử thần đó. Các kinh, tiếp theo chúng ta phải tính sao đây? Bọn chúng mà trở về thì chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức. Bắt buộc phải ngăn cản bọn chúng. Đám người nhìn sang các kinh. Khuôn mặt các kinh cứng đờ, đôi mắt lạnh căm nhìn chằm chằm vào nơi sâu trong hẻm núi kia, rồi đột nhiên gào lên, giết. Trong nháy mắt, 12 bóng người trong đó các kinh dẫn đầu nhanh chóng xông vào hẻm núi để truy giết. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy người Tiêu Chính Văn lập tức cau mày, sắc mặt lo lắng. Orison và cả đại diện của các nước khác cũng trở nên hoang mang, không biết phải làm thế nào. Quay lại hẻm núi kiểu gì vậy chứ? Khoảnh khắc đó, 12 bóng người xông thẳng vào trong hẻm núi. Rầm rầm rầm. Một giây sau, trong hẻm núi lan ra hơi thở khủng bố ngút trời, còn có cả sát khí điên cuồng. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn vào trong hẻm núi, thế nhưng không có cách nào nhìn rõ được tình thế ở bên trong. Bởi vì, khoảnh khắc đó, trong hẻm núi dâng lên một lớp sương mù màu đen kịt che khuất tầm mắt của mọi người. Lúc này, ba người Tiêu Chính Văn, Long Nhất và Long Ngao đứng ở ngay lối vào hẻm núi, ba đôi mắt nhìn chăm chăm quan sát động tĩnh bên trong. Bọn họ có thể cảm nhận được, bên trong hẻm núi đã bùng phát một cuộc chiến đấu nảy lửa. Ba luồng hơi thở hỗn chiến với 12 luồng hơi thở còn lại. Mặc dù ban đầu ba luồng hơi thở đó chiếm thế thượng phong, giống như mãnh hổ lao vào bầy cừu. Thế nhưng, sau chốc lát,
12 luồng hơi thở bắt đầu áp chế được 3 luồng hơi thở kia. Long Vương, chúng ta phải làm thế nào đây? Long Ngao cau mày hỏi. Tiêu Chính Văn nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Trong nháy mắt, ở nơi sâu bên trong hẻm núi truyền tới một tiếng gầm phẫn nộ. Bên ngoài có cường giả trên cấp chủ soái của Hoa Quốc không? Tiêu Chính Văn và Long Ngao nghe vậy thì nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng. Có thì vào đây cùng giúp chúng tôi giết địch đi. Gần như vào khoảnh khắc vừa nói dứt lời, Tiêu Chính Văn và Long Ngao không chút do dự, xông thẳng vào nơi sâu bên trong hẻm núi, vào trong màn sương mù màu đen đó. Long Nhất vốn cũng muốn xông vào bên trong, thế nhưng vừa tiếp xúc với màn sương mù màu đen dày đặc kia là anh ta đã cảm thấy toàn thân mình cứ như bị điện giật, không thể không lùi ra sau. Thế nhưng, một giây sau, bên trong hẻm núi chợt vang lên giọng nói của Tiêu Chính Văn, Long Nhất. Giữ cửa cho tốt, không được để cho bất cứ ai vượt qua, kẻ nào vi phạm thì giết tất. Rõ. Long Nhất lớn tiếng đáp lời, quay người lại, giống như một cây lao cắm ở lối vào hẻm núi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đại diện và cả binh lính vũ trang của các nước đang đứng trên sườn núi kia. Kẻ nào vi phạm đều phải chết. Long Nhất gầm lên, giọng nói vang vọng khắp hẻm núi. Âm thanh này giống như tiếng kêu phẫn nộ của thiên quân vạn mã. Đám đại diện và binh lính vũ trang các bước đang đứng trên sườn núi đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà lúc này, sâu bên trong hẻm núi, trận chiến đang trở nên bùng nổ. Sát khí ngút trời lan khắp cả hẻm núi ma quỷ. Trận chiến kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, hơi thở tàn sát khủng bố sâu bên trong hẻm núi mới dần dần dịu xuống. Sau đó, tiếng bước chân đều lại vang lên từ sâu bên trong hẻm núi. Mọi người đều nhìn về phía lối vào hẻm núi với ánh mắt lo lắng, muốn nhìn rõ xem người bước ra từ bên trong đó sẽ là ai. Lúc này, các kinh cả người đầy máu lảo đảo bước ra khỏi hẻm núi, lau máu trên khóe miệng, nở một nụ cười lạnh lùng, nham hiểm. Mấy người Orison nhìn thấy các kinh là người đầu tiên bước ra ngoài thì đều kích động đứng bật dậy. Lao như bay xuống dưới về phía các kinh, hô lên các kinh vô địch. Không hổ là cường giả thiên vương, vậy mà lại là người đầu tiên bước ra. Đại diện các nước khác lúc này cũng ngập tràn vẻ kích động. Thế nhưng, trong lòng bọn họ cũng hơi lo lắng và kinh ngạc. Đám cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ này của Mễ Quốc có thực lực quá mức khủng bố. Đặc biệt là người tên các kinh này. Ngay sau đó, mười bóng người khắp mình toàn là máu cũng lảo đảo bước ra từ sâu trong hẻm núi. Mấy người đó vừa bước ra ngoài đã ngã phịch xuống đất, chìm vào hôn mê. Tổng cộng 6 người. Ban nãy là 12 người, vậy mà lúc này chỉ còn lại 6 người. Tất cả mọi người đều nhìn về nơi sâu trong hẻm núi, xem liệu còn có ai bước ra ngoài hay không. Thế nhưng nửa ngày trời cũng không có thêm ai bước ra. Sắc mặt Long Nhất càng trở nên lo lắng, gào vào sâu bên trong hẻm núi, chủ soái. Long Ngao. Mấy người Orison lúc này đều lộ ra vẻ mặt hung ác. Ha ha ha, quá tốt rồi, vua Bắc Lương không đi ra được. Hắn nhất định đã chết bên trong đó rồi. Chúc mừng các kinh, giết chết được vua Bắc Lương của Hoa Quốc, giúp chúng tôi giải quyết một mối tai họa trong lòng. Mọi người bật cười khẩy. Trong lòng vô cùng hả hê. Thế nhưng, một giây sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sâu bên trong hẻm núi. Ai nói bản soái bị giết chết rồi? Nghe thấy lời này, đám đại diện các nước đang đứng ở lối vào hẻm núi, bao gồm cả Orison đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Chính Văn vẫn chưa chết ư? Long Nhất tỏ ra kích động, hai mắt mở to nhìn vào nơi sâu bên trong hẻm núi. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Sau đó, Tiêu Chính Văn đỡ lấy Long Ngao đang bị trọng thương, từng bước tiến ra khỏi hẻm núi. Hai bóng người lọt vào trong mắt mọi người, khiến cho bọn họ quá mức khiếp sợ và hoảng hốt. Tiêu Chính Văn vẫn còn sống. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thì chỉ bị thương nhẹ đôi chút mà thôi. Không chỉ có thế. Sau lưng Tiêu Chính Văn và Long Ngao còn có vài tiếng bước chân nữa vang lên từ nơi sâu bên trong hẻm núi. Sau đó,
Ba bóng người lờ mờ bước từng bước ra khỏi hẻm núi, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ba người, thân hình cao lớn, cơ thể cường tráng. Người cầm đầu có khuôn mặt vuông, lông mày lưỡi mác và ánh mắt sáng như sao, giữa trán mang theo sự lạnh lùng bức người. Thoạt nhìn thì khoảng chừng 3, 40 tuổi. Hai người sau lưng ông ta cũng có tuổi tác xấp xỉ, vẻ mặt đều vô cùng cương nghị. Vào khoảnh khắc nhìn thấy ba người này, sắc mặt của Orison lập trở nên ngạc nhiên, kinh hãi chỉ vào ba người khắp mình đều là vết thương đó mà hô lên, là bọn chúng. Là bọn chúng vẫn còn sống, bọn chúng vẫn còn sống. Chủ soái tiền nhiệm của chiến khu Nam Lĩnh Hoa Quốc, Lâm Long. Còn cả hai phó tướng của ông ta là Đàm Sùng Hổ. Từ Khắc Sơn. Câu nói này vừa được thốt ra, đại diện các nước liền hít sâu một hơi. Vậy mà lại là chủ soái tiền nhiệm của chiến khu Nam Lĩnh Lâm Long và hai phó tướng của ông ta. Chương 959, các kinh quỷ gối. Chủ soái tiền nhiệm của chiến khu Nam Lĩnh là thống soái vô địch từng làm chấn động nước ngoài. Trong khoảng thời gian ông ta giữ chức, chiến khu Nam Lĩnh chính là nơi kiên cố nhất của Hoa Quốc. Không một ai trong số 8 nước biên giới dám tới xâm phạm. Bởi vì Lâm Long từng tiêu diệt toàn bộ 500.000 đại quân 8 nước chỉ trong một trận chiến. Khiến cho bọn chúng đều phải bỏ mạng tại vùng biển Nam Tự và Nam Lĩnh. 500.000 đại quân, không một ai còn sống. Hơn nữa, tướng lĩnh của 8 nước cũng sống 5 chết 3. Trận chiến này chấn động cả dư luận quốc tế. Cũng chính trận chiến này đã đổi lại sự yên bình và ổn định trong 5 năm cho chiến khu Nam Lĩnh của Hoa Quốc. Lâm Long này là một tướng soái có tài năng thực thụ. Rất được thiên tử năm đó trọng dụng. Chỉ là sau này, Lâm Long lại từ bỏ chức vụ chủ soái của chiến khu Nam Lĩnh rồi từ đó mai danh ẩn tích. Không ngờ ông ta lại được Hoa Quốc gửi đến chiến trường ngoài lãnh thổ để rèn luyện 5 năm. Giờ quay trở về, khí thế trên người Lâm Long đã sớm thay đổi rõ rệt so với năm xưa. So với năm đó còn mạnh mẽ và đàn áp hơn. Năm xưa, Lâm Long đã ở vào cảnh giới chủ soái 5 sao. Bây giờ sau 5 năm thì e rằng còn khủng khiếp hơn thế. Mà lúc này, Lâm Long quét mắt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt sáng như sao lóe lên sát khí và sự lạnh lẽo ngút trời. Ầm. Trong nháy mắt, khí thế của thiên vương huyền cấp 2 sao trên người Lâm Long liền lan tỏa khắp cả hẻm núi. Loại khí thế này mạnh gấp đôi so với khí thế của các kinh trong thời điểm bộc phát mạnh mẽ nhất ban nãy. Chỉ phát ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mà mấy người Orison đã bị chèn ép đến mức quỳ hết trên mặt đất. Các kinh cũng run lẩy bẩy, không ngừng vùng vẫy, giống như đang chống cự lại hơi thở khủng bố trên người Lâm Long. Lâm Long nhíu mày. Ánh mắt sắc lẹm nhìn các kinh đang bị thương khắp người, trầm giọng nói, các kinh, ở trước mặt bản soái thì ông phải quỳ xuống. Chỉ một câu nói. Dầm một tiếng, hơi thở của thiên vương huyền cấp 2 sao trên người Lâm Long giống như Thái Sơn, bao trùm lên người các kinh. A, à, mày dám, Lâm Long, mày đáng chết. Các kinh gầm lên phẫn nộ, thế nhưng Lâm Long đang cao hơn ông ta một cảnh giới. Luồng sức mạnh khủng khiếp chèn ép lên trên cơ thể run rẩy của ông ta. Một giây sau, một chân của các kinh khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất, đầu gối hoàn toàn cắm vào trong mặt đất. A a a! Các kinh vừa gào thét vừa giãy giụa. Thế nhưng, Lâm Long bước lên trước vài bước, cúi đầu nhìn các kinh đang quỳ một gối trên mặt đất. Các kinh ngước mắt, gân xanh nổi lên khắp người, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt đỏ bừng. Nhìn Lâm Long chằm chằm, phẫn nộ gầm lên, tại sao? Tại sao mấy người có thể ra khỏi cấm địa tử thần? Mấy người nên chết ở đó rồi mới đúng. Hừ. Lâm Long bực bội hừ một tiếng, lạnh lùng nói, không tại sao cả, chúng tôi dùng cách chém giết để thoát ra khỏi cấm địa tử thần. Ầm. Một câu nói khiến cho các kinh sững sờ. Vậy mà lại là dùng cách chém giết để thoát ra khỏi cấm địa tử thần. Quá đáng sợ. Đây chính là thực lực của cường giả chiến trường ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc sao? Ông ta chưa từng nghe nói có người có thể dùng cách chém giết để thoát ra khỏi cấm địa tử thần. Ba người này rốt cuộc là quái vật gì đây? Không, không thể nào,
Cấm địa tử thần trước nay chỉ có vào chứ không có ra. Bất cứ ai vào đó đều không thể ra ngoài. Các kinh gào lên. Ông ta không chịu tin. Có thể bước ra khỏi cấm địa tử thần của chiến trường ngoài lãnh thổ cũng chính là đại diện cho hai chữ vô địch. Biết bao nhiêu cường giả của chiến trường ngoài lãnh thổ xông vào cấm địa tử thần, tới cuối cùng chỉ còn lại một đống tro cốt. Dựa vào đâu mà mấy người này có thể đi ra khỏi cấm địa tử thần mà vẫn bình an vô sự? Hừ! Lâm Long hừ một tiếng, ánh mắt xem thường nhìn Các Kinh, lạnh lùng nói, mấy người không làm được nhưng không có nghĩa là cường giả ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc chúng tôi cũng không làm được. Nói xong, Lâm Long không nhìn Các Kinh nữa mà quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, gật đầu vô cùng tán thưởng, nói cậu không tệ chút nào. Còn trẻ như vậy mà đã có thực lực thiên vương một sao rồi. Hơn nữa còn chưa từng trải qua thử thách tại chiến trường ngoài lãnh thổ. Cậu tên là gì? Lúc này, trong mắt Tiêu Chính Văn liền lóe lên tia sáng lấp lánh. Anh biết Lâm Long, cũng vô cùng sùng bái. Thế nhưng cùng ở cương vị chủ soái, sự sùng bái này cũng chỉ vụt qua trong nháy mắt. Dù gì, tới địa vị giống như bọn họ thì sẽ không còn tồn tại sự sùng bái nữa. Và lại, anh và Lâm Long đều là chủ soái, địa vị ngang nhau. Vậy nên, lúc Tiêu Chính Văn trả lời thì không hề có một chút vẻ run sợ hay yếu thế nào, điềm nhiên đáp, bản soái tên là Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Nghe vậy, Lâm Long nhướng mày, sắc mặt trở nên vui vẻ, nói Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Tốt, rất tốt, không ngờ chiến khu Hoa Quốc của chúng ta lại có thể xuất hiện một tên quái vật giống như cậu. Hoa Quốc hưng thịnh rồi. Tiêu Chính Văn cười nói, Hoa Quốc đương nhiên phải lớn mạnh rồi. Lâm Long gật đầu, vô cùng tán thưởng nhìn Tiêu Chính Văn. Sau đó, ông ta quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét khắp xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Orison, cười lạnh lùng nói Orison, đã lâu không gặp. Lúc này mồ hôi đang chảy ướt đẫm sau lưng Orison, trên trán ông ta cũng mướt mát mồ hôi lạnh. Ngay cả Các Kinh cũng bị Lâm Long áp chế phải quỳ một gối trên mặt đất, một người bình thường như ông ta sao có thể chống cự nổi đây. Orison quỳ trên mặt đất, tưởng như sắp sửa khóc đến nơi, gào lên, Lâm Long. Ông muốn làm gì? Lâm Long cười khẩy, nói, làm gì ư? Đương nhiên là tính toán nợ cũ. Năm đó 500.000 đại quân năm của 8 nước đều là một tay ông hoạch định ra. Orison nghe vậy thì run lẩy bẩy. Con người đảo qua đảo lại, gào lên, không. Không phải tôi chỉ truyền lại mệnh lệnh của cấp trên mà thôi. Vậy sao? Lâm Long lạnh lùng nói, sát khí trong mắt lóe ra khắp bốn phương. Ánh mắt này dọa cho Orison phải dập đầu van xin ngay tại chỗ, chủ soái Lâm Long, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Chuyện năm đó đều là chúng tôi không đúng. Tôi xin lỗi ông, xin ông giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi. Orison cũng chỉ là một tên sợ chết. Năm xưa 500.000 đại quân 8 nước tiến công vào vùng biển Nam Tự và Nam Lĩnh của Hoa Quốc, chủ mưu phía sau chính là Orison và tướng quân 8 nước. Thế nhưng, 8 tướng quân đó đều đã chết hoặc bị bắt sống. Còn Orison lại thoát được một kiếp nạn bởi vì khi đó ông ta ở trong địa bàn Mễ Quốc. Thế nhưng hôm nay chắc chắn sẽ là ngày chết của ông ta. Tha cho ông sao? Lâm Long cười nhạt, nói, Hoa Quốc tôi từ trước tới nay người không động đến ta thì ta cũng không động đến người, nếu người đã động đến ta thì ta nhất định sẽ động đến người. Dù cho một số món nợ máu vì tình thế và cục diện khi đó nên chưa thể báo thù. Thế nhưng tướng sĩ của Hoa Quốc tôi, người dân của Hoa Quốc tôi nhất định sẽ khắc ghi những mối thù máu này vào trong huyết mạch và lên cả xương cốt. Orison, ông nên đền tội cho những việc mình đã làm sai năm xưa rồi đấy. Nói xong, Lâm Long giơ tay, tung một cú đấm cách không về phía Orison. Orison thậm chí còn không kịp hô lên đã bị cú đấm cách không đó biến thành một màn xương máu. Trên mặt đất be bét máu. Cảnh tượng này khiến cho đại diện của các nước khác đều kinh ngạc, ai nấy cũng run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Long quét về phía bọn họ rồi nói, hôm nay tôi không có thù hằn gì với mấy người. Các người có thể trở về nước thay bản soái chuyển một câu vói về nước mình.
Hoa Quốc sẽ không sợ hãi sự khiêu khích đến từ bất kỳ quốc gia nào. Thế ngưng bất cứ ai dám xâm phạm tới lãnh thổ của Hoa Quốc bản soái nhất định sẽ giết không tha. Chương 960, Đại lễ Hoa Quốc. Lúc này những đại diện của các nước đó đều im như thóc, đồng loạt gật đầu xem như đồng ý. Còn Lâm Long cũng lạnh lùng nhìn các kinh đang quỳ một gối dưới đất nói, các kinh, hôm nay tôi không giết ông. Ông về nói lại với những người Mễ Quốc đó, Hoa Quốc không dễ bị ăn hiếp vậy đâu. Nếu Mễ Quốc muốn ngồi xuống bàn chuyện giải quyết tình hình thế giới với Hoa Quốc thì chúng tôi luôn mở rộng cửa để chào đón. Còn nếu Mễ Quốc muốn ỷ vào sức mạnh của mình mà đối đầu với Hoa Quốc thì chúng tôi sẽ tiếp đến cùng. Dứt lời, Lâm Long không quan tâm đến sắc mặt các kinh mà cất bước đi ra khỏi hẻm núi rồi lên thẳng một chiếc máy bay quân sự, dẫn mấy người Tiêu Chính Văn rời khỏi hẻm núi ma quỷ. Đến khi Lâm Long và mấy người Tiêu Chính Văn đi khỏi đó, các kinh mới đứng dậy tức giận nói, Lâm Long chết tiệt. Hoa Quốc chết tiệt, tao sẽ không cam lòng chịu thua vậy đâu. Sau đó, mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi hẻm núi. Quay về lại với Hoa Quốc. Mấy người Lâm Long đến thẳng Long Kinh để gặp Thiên Tử. Ở Thiên Tử Các, Thiên Tử vui mừng nhìn Lâm Long và hai phó tướng đang quỳ một gối dưới đất. Ông ấy vội vã bước lên trước đỡ ông ta đứng dậy nói, Lâm Long, về là tốt rồi, về là được. Thiên Tử. Lâm Long cúi người xuống nói, lần này là thuộc hạ tắc trách, chỉ có ba người trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Thiên Tử lắc đầu vỗ vai Lâm Long nói, không, không phải lỗi của ông. Bây giờ bốn chiến trường lớn ngoài lãnh thổ ngày càng khó khăn, muốn sống sót quay về từ đó đều phải dựa vào bản lĩnh và may mắn. Ba người các ông có thể về đã là vinh quang của Hoa Quốc, là niềm hy vọng của Hoa Quốc rồi. Lâm Long cảm động nhìn Thiên Tử nói, thuộc hạ sẵn lòng tận tụy vì Thiên Tử, sẵn lòng đổ máu vì Hoa Quốc. Thiên Tử gật đầu tỏ ý những người khác ra khỏi Thiên Tử Các chỉ giữ Lâm Long và Tiêu Chính Văn ở lại. Trong đại điện, Thiên Tử rót cho hai người hai tách trà nói, chắc là hai người đã quen với nhau nhỉ. Lâm Long gật đầu nói, vừa làm quen, không hổ là thế hệ sau của Hoa Quốc, còn trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới Thiên Vương một sao rồi, hơn nữa còn là chủ soái chiến khu Bắc Lương của Hoa Quốc. Lúc nãy thuộc hạ đã nghe nói đến chuyện uy hiếp đại quân 1 triệu người của 8 nước rồi, không hổ là đàn ông của Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn cũng mỉm cười, khiêm tốn nói, chủ soái Lâm nói đùa, đều là vì Hoa Quốc cả, tôi không dám nhận. Lâm Long khẽ cười, rất thích tính cách của Tiêu Chính Văn. Thiên Tử nói, Lâm Long này, thật ra Tiêu Chính Văn còn là cháu của Tiêu Long nữa đấy, cậu ấy là người nhà họ Tiêu. Nghe thế, sắc mặt Lâm Long hơi thay đổi, hai mắt nhíu chặt, vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu là cháu của đại nguyên soái Tiêu Long ư. Tiêu Chính Văn cũng không có ý che giấu, gật đầu nói, vâng. Nghe anh nói thế, Lâm Long mừng rỡ đứng dậy, hai tay ôm lấy vai Tiêu Chính Văn, quan sát anh vui mừng cười nói, ha ha ha. Tốt quá rồi, không ngờ tôi còn có thể gặp được cháu của thầy. Thầy, Tiêu Chính Văn ngạc nhiên nói. Lâm Long gật đầu nói, đúng thế, Tiêu Long là thầy tôi, chính ông ấy đã dẫn dắt tôi vào quân đội, dạy tôi đi nhập ngũ đánh giặc. Nếu không có thầy thì sẽ không có tôi thành công như ngày hôm nay. Lâm Long nói không sai. Năm đó chủ soái của 5 chiến khu lớn có 3 người đều do chính Tiêu Long chọn. Có thể nói ở Hoa Quốc, Tiêu Long là người có địa vị chỉ thấp hơn Thiên Tử một chút. Tiêu Chính Văn nghe thế cũng mỉm cười. Thiên Tử ngồi một bên cũng nói, được rồi, ôn chuyện cũ đến đây thôi. Lâm Long, nếu ông đã về thì tôi giao lại chiến khu Long Kinh cho ông đấy. Ngoài ra, phải nói với ông một chuyện, Hán Vương trở lại rồi. Hán Vương, sao ông ta lại trở về? Chẳng phải ông ta đã chết rồi sao? Nghe đến cái tên Hán Vương, Lâm Long bỗng toát ra luồng khí lạnh và sự tức giận ngút trời. Thiên Tử lắc đầu, chắp tay ra sau đi đến trước bệ cửa sổ nói, mấy năm nay Hán Vương đã đào tạo ra quân đoàn gồm 200.000 tử sĩ ở nước ngoài, trong nước cũng có không ít người âm thầm tiếp xúc với Hán Vương. Theo thông tin mà hiện giờ chúng ta nắm giữ thì Hán Vương muốn lật đổ hết mọi thứ Hoa Quốc hiện có để thực hiện dã tâm và bá quyền của ông ta. Hiện giờ Hoa Quốc đang trong tình thế rất nguy hiểm, thế lực các nước đều đang bắt đầu lăm le nước ta, muốn nhân lúc này nổ ra cuộc chiến diệt nước với Hoa Quốc. Mấy ngày trước, quân đội nhận được mật báo, có 3 cường giả Thiên Vương và 5 cường giả chủ soái đỉnh cao đang ở biên giới,
có thể tấn công vào Hoa Quốc bất kỳ lúc nào. Điều khiến tôi lo lắng nhất là nếu mấy cường giả quay về từ chiến trường ngoài lãnh thổ đó mà tham gia vào thì Hoa Quốc sẽ đối mặt với một trận chiến lớn khốc liệt. Thiên tử nói xong, bầu không khí của cả thiên tử các đều trở nên nặng nề. Tiêu Chính Văn và Lâm Long biết rất rõ tình hình mà thiên tử đã nói, rất nguy hiểm. Ba cường giả thiên vương và năm cường giả chủ soái đỉnh cao mà đánh vào đã rất khó đối phó. Nếu đại quân của các nước tràn vào biên giới, cộng thêm các cường giả về từ chiến trường ngoài lãnh thổ trước đó tham chiến vào nữa thì Hoa Quốc sẽ đối mặt với nguy cơ cực lớn. Hán Vương chết tiệt, mấy quốc gia xấu xa đó nữa. Nếu dám xâm lược Hoa Quốc thì thuộc hạ sẽ là người đầu tiên dẫn binh lính tiêu diệt hết bọn chúng. Lâm Long siết chặt nắm đấm tức giận nói. Thiên tử lắc đầu, đừng sốt ruột, bây giờ các bên đều rất kiềm chế, vẫn chưa đến mức đó. Nhưng nếu Hán Vương hành động thì tình hình sẽ rất phức tạp. Sáu vị quốc lão đã xuất quan để phòng thủ ngoại thành Long Kinh và trong thành phố. Chắc mấy cường giả thiên vương và chủ soái đỉnh cao đó tạm thời chưa đánh chúng ta đâu, thế nên chúng ta phải nghĩ ra cách để răn đe chúng trước. Nghe thế, sắc mặt Lâm Long và Tiêu Chính Văn trở nên nghiêm nghị. Một lát sau, Tiêu Chính Văn nói, thiên tử, hãy tổ chức một đại lễ Hoa Quốc để làm các nước muốn lăm le xâm chiếm đó khiếp sợ. Đại lễ Hoa Quốc. Nghe anh nói thế, thiên tử nhíu mày, thầm suy tính. Lâm Long cũng hết sức kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn. Đại lễ Hoa Quốc không phải là không thể. Đại lễ của bất kỳ một đất nước nào cũng đều là cơ hội tốt nhất để thể hiện sức mạnh quân sự của mình với toàn thế giới. Cũng là cách làm cho các quốc gia đó khiếp sợ. Nhất là các quốc gia có chung đường biên giới, họ sẽ vô cùng sợ hãi. Dù sao cũng không ai đoán được, có thể đang diễn tập rồi khai chiến luôn. Sắc mặt thiên tử không tốt lắm, đi qua đi lại vài bước, ngẫm nghĩ một hồi rồi đập tay lên bàn nói, được. 7 ngày sau tổ chức đại lễ Hoa Quốc để cho mấy cường quốc đó thấy sức mạnh quân sự và sức chiến đấu hiện giờ của Hoa Quốc. Không chỉ tổ chức đại lễ Hoa Quốc mà 5 chiến khu lớn còn phải tự bí mật tập hợp đại quân 100.000 người phòng thủ biên giới. Đợi ngày đại lễ diễn ra thì diễn một màn súng thật đạn thật quân sự ở biên giới. Sau đó Tiêu Chính Văn nói, ánh mắt bùng lên ngọn lửa, như thế thì mấy nước xấu xa này sẽ không còn ý định dám xâm lược Hoa Quốc nữa. Nếu lúc này mấy cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ và đám người Hán Vương đánh vào Hoa Quốc thì chúng ta có lý do chính đáng để khai chiến. Anh nói xong thì Lâm Long gật đầu, hết sức đồng ý với ý kiến của Tiêu Chính Văn, tôi nghĩ được đấy. Ngoài ra tôi nghĩ còn phải đánh đòn phủ đầu. Tôi và Tiêu Chính Văn dẫn vài cường giả và đội đặc chủng tác chiến giành lại mấy mảnh đất đã mất ở vùng biển Nam Tự trong ngày diễn ra đại lễ. Nếu người của Hiệp hội cấp cao 9 nước tham chiến thì cứ giết thẳng tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.